Mùa 2 của bộ anime đã thật sự thành công bùng nổ khi liên tiếp đạt tốt một mọi bảng xếp hạng trong suốt 13 tập phim Đây chính xác là một kỷ lục bất bại trong lịch sử của anime trending Khi ngay cả những bộ rung com đình đám như Cuộc Chiến Tỏ Tình hay Năm Nàng Dâu cũng chưa thể làm được vậy Và thời gian này cũng mới chỉ vừa hết mùa nên chắc chắn vẫn sẽ còn đạt nhiều giải thưởng khác trong tương lai Không dài dòng nữa cùng vào phim thôi nào Mở đầu mùa 2 là một tập phim tổng hợp một số các cháp phụ nhỏ lẻ trong manga tạm gọi là tập bonus. Cứ mỗi sáng tới trường Yamada lại chào buổi sáng Ichikawa và tan học là bái bai cậu. Chuyện đó làm cậu cực kỳ bận tâm quyết định nhất định hôm sau sẽ phải nói. Cứ thế đem cái sự quyết tâm tới trường mà chưa kịp làm gì Yamada đã chào buổi sáng rồi chạy đi trước. Nhưng Ichikawa vẫn cố ấp úng một tiếng gọi bạn lại xong rồi lại thôi không có gì đâu. Chuyện này làm cô tò mò cực kỳ nhất định đòi được nghe bằng mọi giá. Không lẽ đó là chuyện cậu không thể nói được ở đây sao? Ben nắm lấy tay Ichikawa kéo chạy một mạch vào trong lớp giờ thì đã có không gian riêng tư rồi. Cuối cùng Thánh cũng cất ra tiếng chào buổi sáng được, chỉ vậy thôi mà làm Yamada vui lắm thế là suốt cả buổi cứ nói chào buổi sáng cậu bạn mãi thôi. Trong thư viện Yamada đố Ichikawa biết mình nhóm máu gì vì cho rằng cậu có hứng thú với nó. Thánh của chúng ta bắt đầu phân tích nhóm máu O được cậu loại ra đầu tiên còn những người mang nhóm máu B thì chẳng bao giờ muốn đem chuyện này ra hỏi cả. Liên nói vu vơ một câu tới nhóm máu AB đó, Yamada ngạc nhiên đáp thật sao nhóm máu đó toàn người thiên tài thôi. Vậy là đã trúng bẫy rồi chẳng ai tự gọi mình là thiên tài cả nên cậu chốt cô ấy nhóm máu A, rất tiếc sai miệng rồi nhỏ nhóm máu AB thật. Và thật ra vừa nãy Ichikawa cũng nói dối thôi cậu không phải nhóm máu AB, nào ngờ chỉ qua đúng một câu hỏi Yamada đoán ra ngay cậu bạn nhóm máu B. Chuyển cảnh Ichikawa mới xin mẹ mua cho một bộ quần áo thể thao rộng hơn với lý do con sẽ cao lên nhanh thôi thế là giờ đây cậu đã có bộ dạng của một thế lực khắc ám trông cực ngầu đúng lúc đó nhóm yamada vừa đi vừa chém gió với nhau lượn ngang qua cô nàng lập tức bị ichikawa thu hút mà cứ liếc nhìn người ta hoài cuối cùng lấy cớ giả vờ để quên cái này bảo các bạn cứ đi trước đi nhưng thật ra là muốn quay lại tò mò hỏi về bộ đồ cậu bạn đang mặc mượn của ai mà nhìn như bắt nạt người ta ấy cô liền đút luôn bàn tay của mình vào trong ống tay áo ichikawa rồi sột soạt sờ mó gì đó làm thánh của chúng ta rõ là khó xử thì ra thứ mà Yamada nhét vào tay cậu là cái vỏ kẹo nhỏ còn há miệng ra cho xem cái kẹo mình đã ăn rồi. Biết thế nhưng Ichikawa vẫn không nỡ vứt cái vỏ đó đi rồi khuỵu người xuống như thể muốn che giấu thứ gì đó trỗi dậy. Lý do thánh phở như thế thì anh em đọc manga sẽ biết là đã nắm tay nhau bên trong ống tay áo nhé. Trong thư viện hôm nay Yamada kể lúc nãy Maiko có nói nhiều anh chàng đẹp trai thích kiểu tóc đuôi ngựa. Thế còn Ichikawa thích kiểu tóc gì? thánh của chúng ta bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt hình ảnh Yamada trong đầu mà kiểu nào cậu cũng thích hết á. Ben đáp tớ nghĩ kiểu nào cũng hợp với cậu thôi, nhưng thật ra cô chỉ hỏi cậu thích kiểu tóc nào chứ có hỏi thích mình để kiểu tóc nào đâu. Nói rồi quay mặt đi với nét ửng đỏ chợt hiện lên trên má, chuyển cảnh vào giờ chuyển tiết giữa các môn học Ichikawa ra khỏi lớp sau cùng. Đúng lúc Yamada quay lại vì để quên một số thứ trong lớp, vâng tất cả đống sách vở học hôm nay thế kia thì hẳn là một số thứ. Trên đường đi cùng nhau cô cứ nhìn chằm chằm cậu mãi, còn muốn cầm hộ tập sách vở cho khi thấy Ichikawa vào nhà vệ sinh rửa tay. Đúng lúc đó có mấy nhỏ bạn của Yamada bắt gặp cô ấy thì Yamada đáp đang đứng đợi bạn. Ngó ra xem thử thì chúng nó còn rủ cô ấy đi chung nữa làm cậu không biết phải xử lý sao cả, nhưng Yamada lại lấy cớ phải ghé qua văn phòng một chút đã. Thánh của chúng ta cho rằng cô ấy chỉ không muốn để mọi người biết đang đi chung với một đứa như mình thôi, cơ mà bất ngờ thay Yamada lại quay lại nói đi thôi. Vậy hóa ra lý do cổ nói dối là vì muốn đi chung với cậu trong thư viện đột nhiên yamada hỏi nếu tớ hóa thành zombie thì cậu có giết tớ không thế éo nào thánh đáp là có như thật lại còn đòi bắn vào mặt nữa thậm chí lúc đó yamada vẫn còn nhận thức đi chăng nữa cậu vẫn phải ra tay thật nhanh vì người do dự sẽ chết nói xong nhỏ vào vai zombie luôn và dần đẩy lùi ichikawa đang cầm khẩu súng trên tay nãy nói dứt khoát là thế ấy vậy mà cho đến khi bị đẩy vào tận đường cùng thánh vẫn còn do dự mãi mới chịu bắn nhìn cảnh sát của cô ấy nằm sóng xoài dưới chân cậu bắt đầu thấy đau trong lòng cuối cùng cũng tự kết liễu mình luôn đơn giản vì yamada đã chết rồi thì mình còn sống làm gì nữa trong lúc ngâm mình tại bồn tắm hôm nay đột nhiên yamada nhắn tin hỏi đang làm gì thế và còn hỏi ngược lại cậu đoán xem tớ đang làm gì nhưng cả hai câu hỏi ấy ichikawa đều không muốn trả lời hôm nay đi mua sắm với chị gái cầm chiếc váy màu đỏ trên tay thánh của chúng ta nghĩ yamada mà mặc cái này thì đẹp lắm sau đó đi ăn hàng ichikawa lại tưởng tượng viễn cảnh cô bạn đang ngồi trước mặt chắc chắn sẽ gọi toàn các combo đồ ăn cỡ lớn Ngó sang bên kia thấy một cặp đôi đang chim chuột nhau rất tình tứ lại còn đút cho nhau ăn nữa. Thánh tự hỏi nếu Yamada có bạn trai liệu cô ấy có như thế không? Thế éo nào bà chị tưởng em thèm được đút như họ thế là bón cho miếng. Trên đường về hôm nay Ichikawa và Yamada cùng vào cửa hàng tiện lợi mua bánh bao, cậu hơi thất vọng vì cô ấy không muốn ăn cùng loại với mình. Thật ra xưa nay Ichikawa chưa từng ăn quà vặt sau khi tan học bao giờ mà chỉ vì đi chung với Yamada nên cậu mới làm thôi. Không hiểu sao nghe vậy lại khiến cô rõ là vui trong lúc thanh niên đang mải lo sợ có đứa nào học cùng trường quanh đây không thì nhỏ đã cắn trộm một miếng thánh của chúng ta chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc mà quyết định xoay sang đầu khác để cắn nhưng nào ngờ cô bạn còn dí cái của cô ấy vào miệng thậm chí là chỗ đang cắn dở rồi không còn cách nào khác ichikawa buộc phải ăn cũng không rõ là vị bánh bao ngon hay vị cái gì ngon nữa giờ thì đã hiểu lý do ngay từ đầu yamada muốn chọn khác loại rồi trong lúc tắm dầu gội đầu của ichikawa đã không may hết sạch cậu đành dùng tạm cái của chị gái mà đoán chắc không ai nhận ra đâu thế éo nào hôm sau cả lớp đều ngửi thấy có mùi gái lạ nhưng cũng may hôm nay học thể dục nên chưa ai nhận ra cậu cơ mà trên đường về cùng nhau yamada lại ngửi thấy một mùi gì đó rất thơm không muốn bị hiểu lầm ichikawa đành kể ra sự thật nhưng thật ra mùi mà yamada ngửi thấy là mùi món cà ri cơ thế là thánh chưa ai đánh đã tự khai nghe vậy cô cũng đành hít thử thì mới nhận ra đúng thật trong giờ vệ sinh trường hôm nay adachi cứ đứng giống lên hát như con bò làm đứa nào cũng khó chịu ichikawa thì than thở chán quá mình muốn về nhà nếu vậy cậu có muốn trốn việc cùng tớ không tuy nhiên là một người có trách nhiệm cộng thêm việc chẳng đứa nào thực sự dọn dẹp cả cậu vẫn tiếp tục lau dọn nhưng thái độ khác lúc nãy nhiều lắm trông ông tướng có khí thế hơn hẳn như thể muốn làm xong nhanh để được ai đó rủ đi chơi vậy và quả nhiên yamada chờ đợi mãi lúc này mới nắm tay cậu cùng lôi đi bỏ trốn Nghe Ichikawa nói muốn đến một nơi nào đó kín đáo khiến cô chợt khựng lại một nhịp. Nhưng hóa ra vì cậu không muốn làm phiền các bạn đang dọn dẹp thôi vậy mà nhỏ còn tưởng là điều gì khác cơ. Đêm nay Yamada nhắn tin hỏi Ichikawa thường đi ngủ lúc mấy giờ. Nhận được câu trả lời là một giờ cô khuyên bạn đừng làm thế hại sức khỏe lắm vì cô toàn ngủ từ 11 rưỡi nhưng đêm nay lại ngủ muộn hơn vì một lý do nào đó. Một lần nữa Yamada lại hỏi về chủ đề zombie nhưng là cậu có nghĩ tớ sẽ giết cậu nếu cậu trở thành zombie không? hết cách Ichikawa đành phải chiều theo ý hóa thân thành xác sống rồi tiến lại gần tấn công đối phương. Cơ mà thường ngày trong thánh vốn chả khác gì zombie rồi nên rõ khó phân biệt, cách để phân biệt chắc chỉ có ngửi mùi hương hoặc nghe nhịp tim nhưng nếu thế sẽ rất nguy hiểm. Hay là phân biệt bằng cách hỏi cậu có nói được tên của tớ không, Ichikawa thấy cách này cũng không ổn chút nào vì đôi khi những ký ức quan trọng ta vẫn sẽ nhớ dù có mất đi nhận thức. Nếu vậy thì Yamada không thể giết được cậu rồi. Tan học Yamada vẫn nói lời bái bai như mọi khi. Và hôm nay chỉ vừa mới nghe thấy Ichikawa phát ra chữ bờ thôi cô đã sốc đứng khựng lại ngay. Tuy nhiên nghĩ lại thì kiểu người như cậu đâu có hợp mà nói từ bye bye, toát hết mồ hôi cuối cùng thánh chỉ dám nói hẹn gặp lại. Câu nói đó cũng đủ khiến cô tan chảy rồi liền vẫy tay hẹn gặp lại cậu. Giáng sinh sắp đến nên Yamada nhét cả đống quà vặt vào một cái tất Noel đem tới thư viện, sau khi lôi hết đồ ăn ra ngoài nhỏ lại tặng Ichikawa cái vỏ tất không. Mà nghĩ lại mình có thể đi vừa trước tất đó thế là dơ chân lên bảo cậu đút vào đi, cậu cũng đành cúi xuống nhét vào nhưng cái này nó bé quá mà cái ấy thì lại to. Cơ mà sau một hồi Yamada nhăn mặt chịu đựng cuối cùng cũng nhét vừa. Tập 1 Ngày đầu tiên của học kỳ 3 đã tới sự việc Ichikawa bị gãy tay khiến Chihiro rất tò mò hỏi hết cái này đến cái khác. Nam chính không hiểu sao mình lại được quan tâm thế cả. Thanh niên Adachi nãy giờ nằm gục mặt xuống bàn cuối cùng không chịu nổi mà gào lên đừng có sung sướng chỉ vì gãy một cái xương. Ghen tị quá hóa rồi anh em ạ. À thấy cái móc khóa hình con chó của cậu Chihiro còn chê nhìn ghê quá mới cay nên Ichikawa đem cất đi. Yamada định ghé vào tai thì thầm nếu gặp vấn đề gì cứ nhờ mình giúp nhưng chưa kịp nói hết đã bị mấy đứa bạn khác gọi đi mất rồi. Và có lẽ Hara là người duy nhất nhận ra Yamada cũng có một cái móc khóa giống hệt Ichikawa. Thầy giáo thấy thật tội cho cậu học trò khi bị gãy tay thuận và khuyên em nên nhờ bạn giúp đỡ cho tiện, thật xui xẻo khi đây là kiểu câu nói làm Ichikawa khó xử nhất. Thầy hỏi Yamada cái đứa ngồi cạnh em thì sao? cậu bắt đầu suy ngẫm trong đầu cô ấy có rất nhiều bạn bè lại còn bận rộn nên không dám làm phiền. Đành trả lời thầy rằng em mới chỉ nói chuyện với bạn ấy một vài lần thôi chứ không thân đến mức đó, thầy đừng lo em đã quen tự sinh hoạt bằng cánh tay còn lại rồi. Nhưng thật không may khi thánh không hề biết Yamada đứng sau cánh cửa đã nghe thấy hết toàn bộ rồi, cô bạn có vẻ rất tổn thương mà bỏ đi. Mặc dù kỳ nghỉ đông vừa qua hai đứa đã thân thiết với nhau đến thế nào mà cậu lại nói ra những lời đó, thánh của chúng ta tự đái vào bát cơm rồi. Quả nhiên việc viết bằng tay trái rất khó mà giật mình vừa mới quay ra đã thấy Yamada đang đứng nhìn. Nhưng cô cũng chỉ bỏ đi chẳng nói gì như mọi lần. Nào ngờ thanh niên Adachi hôm nay lại tốt bụng đi chép bài hộ người ta luôn. Thì ra vì vừa được cờ rút nhờ nên cô cậu sung sướng nhận lời ngay. Vậy là dù đang giận mà Yamada vẫn quan tâm đến Ichikawa tới vậy. Thế nên giờ tan học cậu đã xuống tìm cô bạn. Thấy Yamada chẳng thèm tạm biệt mình như mọi khi mà ngoảnh mặt về trước Ichikawa đã gọi bạn đứng lại. Cậu xin lỗi vì những lời mình đã nói với thầy, nhưng trong nét mặt cô ấy có vẻ căng thẳng lắm càng làm ichikawa run hơn lúc bấy giờ mới chịu thừa nhận yamada mới là người mình muốn dựa dẫm vào nhất nhưng thật ra cô cũng thừa hiểu rồi cậu đâu cần phải cố thuyết phục mình tin điều đó tay thì gãy mà mẹ bận làm thêm không tới đón được nên ichikawa phải đi bộ về yamada ngỏ lời cầm cặp sách hộ cho thì cậu cũng không dám từ chối vì mãi bạn mới hết giận với cả khuyên cô đừng nói chuyện với adachi nhiều quá còn lý do tại sao còn lâu mới nói nhưng đâu có ngờ nhờ điều đó mà tần suất yamada giúp đỡ cậu hơi bị thái quá người ta đang ăn dở nốt bát canh nhỏ cũng tưởng đã ăn xong rồi mà lao vào dọn dẹp bát thìa giúp luôn hậu quả là lẫn lộn thìa của cả hai vào nhau giờ thành éo biết cái nào của mình mặc dù đã ba tuần trôi qua kể từ khi tay gãy cậu gần như làm quen được rồi nhưng trong thư viện yamada thậm chí còn cầm sách giúp và lật từng trang một khi được cậu nhắc giờ thể thao ichikawa cũng chỉ ngồi một chỗ nhìn cô bạn chạy mà không rõ nhìn mặt hay nhìn cái gì nữa giờ ra chơi mấy thằng con trai lại lôi tạp chí gái ra ngắm và adachi cực sốc khi thấy yamada thanh niên thắc mắc sao biệt danh cô ấy lại là akino trong khi yamada làm người mẫu mà nam chính liền giải thích cô ấy không chỉ là người mẫu mà còn tham gia rất nhiều show và đóng phim mà nghĩ lại nếu cô ấy xuất hiện trên tạp chí idol thì chưa kịp nghĩ hết câu adachi đã chen và nói thì yamada sẽ mặc áo tắm đó cũng chính là điều ichikawa đang nghĩ tới luôn Tan học cô bạn hỏi hôm nay cậu nói chuyện gì với Adachi vậy nhưng cậu làm sao mà trả lời được. Ichikawa chợt thắc mắc không biết công việc của cô ấy là làm những gì mong không phải chụp ảnh bòn. Lúc gì đó trên điện thoại song Yamada rủ cùng nhau qua cửa hàng tiện lợi, nhỏ tự cầm cuốn tạp chí có mặt mình dơ lên giả bộ khoe cho cậu thấy một cô người mẫu khác. Thậm chí còn mở đúng cái trang chỉ toàn mặt mình ra làm vẻ ngạc nhiên như đúng rồi. Mấy tấm ảnh này đã tốn rất nhiều thời gian của cô, khó lắm mới diễn nổi vẻ tự nhiên trong khi tâm trạng rõ là lo lắng chợt nhận ra mình nói linh tinh về bản thân hơi nhiều cô định cất đi thì Ichikawa liền nắm chụp lấy tay bạn khen cô khi diễn trông rất tuyệt. Và thật ra Yamada bình thường mà tớ thường thấy cũng tuyệt lắm rồi. Nam chính của chúng ta cố lắm mới nói ra được những điều đó và thật sự không thừa thãi chút nào. Nó đã khiến cô vui vô cùng quyết định mua cho cậu một quyển đó luôn. Ichikawa đã quyết tâm sẽ hỏi Yamada từng chút một về thế giới của cô ấy và những gì cậu chưa được biết. Nhỏ con chơi khó hỏi cậu thích ai nhất mặc dù trang đó toàn ảnh mặt cô. Ichikawa nhận xét Yamada khi làm idol hoàn toàn khác so với trên tạp chí thời trang. Khiến cô ngạc nhiên đứng khựng lại mà hỏi cậu từng xem tớ rồi à, thánh vội phân trần vì chị mình tình cờ mua nên mới xem cái thôi. Cuối cùng cậu hỏi một câu Yamada thích công việc này chứ, đáp lại bằng nụ cười và cái gật đầu. Trong tiết học ra tránh Yamada làm việc dở tệ đập quả trứng cũng không nên hồn cứ làm nước bắn tung tóe ra. Hara hỏi thăm kỳ nghỉ đông vừa rồi Ichikawa đi những đâu và cậu kể lại kỳ nghỉ của mình rồi hỏi cả Yamada nữa thì cô đáp nào là đi chơi với mấy cô bạn. Dành lễ giáng sinh với Ichikawa rồi còn đón năm mới và đi lễ chùa nữa, liệt kê một hồi mà thứ duy nhất đọng lại trong đầu Hara là câu dành lễ giáng sinh với Ichikawa. Còn về phía Hara thì có đi lễ chùa đầu năm với Kanzaki. Hara đành kể hết luôn ngày hôm đó mình đã mong chờ đến thế nào nhưng rồi phải thất vọng não nề vì tranh thủ câu lạc bộ đang được nghỉ Kanzaki đã thử để tóc dài và tệ nhất là nuôi tóc mai, dù sao chẳng có ý đánh giá vẻ ngoài của bạn nên cô không dám nói gì. Yamada thì thử nghĩ về việc người mà mình thích làm điều gì đó không phù hợp, trong vô thức lỡ quay sang nhìn Ichikawa nhỏ phải vội ngoảnh mặt đi ngay. Giải thích mình chẳng thích ai hết nên không biết giúp sao cả, bị giáo viên nhắc nhở phải cho tóc vào mũ trùm đầu Yamada bèn làm giúp Ichikawa. Tuy nhiên nhìn cậu như này làm nhỏ không thể nhịn nổi cười, Hara thì nhận ra có điều gì đó giữa hai người bạn này. Đến giờ thưởng thức kết quả của buổi nấu ăn, thấy Yamada định đút miếng bánh do Adachi làm vào miệng Ichikawa lập tức giành lấy ăn luôn. Rồi còn khen cậu ta làm ngon nhất để đánh lạc hướng, Ichikawa vô tình đánh rơi móc khóa con chó xuống đất thì Hara nhặt lên giúp. Yamada liền chụp lấy mà khen chó Akita dễ thương thật, vậy là Hara càng dám chắc hơn một điều gì đó giữa hai người. Đúng lúc Kanzaki tới hỏi Hara đã ăn chưa thì cô nói mình đang giảm cân. Cậu ta liền nhận xét bạn hiện tại đang rất ổn mà. Hara cũng nhắc nhở bạn luôn đừng có nuôi tóc mai nữa rồi đút cái bánh vào miệng, có vẻ thánh của chúng ta cũng đã nhận ra Hara biết về móc khóa đôi của tụi mình rồi. Trong lúc cậu còn đang lo lắng thì Yamada đã ngủ gật ngay bên cạnh sau khi lật hộ trang sách, đành ngồi xuống bàn cô xin lỗi vì không giúp ích được cho cậu. Dạo gần đây cô ấy xin lỗi rất nhiều, mặc dù rất muốn nói đừng lo lắng quá chỉ cần cậu bên cạnh là tớ thấy vui rồi nhưng Ichikawa đâu thể làm được cậu liền dơ tấm ảnh chị mình mới tham gia lễ trưởng thành ra để phá tan bầu không khí, rồi lại chuyển qua bức ảnh tuyết mà Yamada nhờ mình chụp cho xem. Đó cũng chính là lúc cậu bị ngã, thôi xong cho đến khi nhận ra thì đã quá trễ Ichikawa mắc phải một sai lầm lớn rồi. Ngay từ đầu cậu vốn đã định giấu nhẹm chuyện này đi nhưng không ngờ lại sơ ý đào lại, bởi quả nhiên Yamada cho rằng Ichikawa bị gãy tay là vì cố chụp ảnh do mình đòi xem. Dù cậu có giải thích do bản thân không cẩn thận thôi cô cũng không nghe, Thái độ của cô bạn khác hẳn có vẻ vấn vương chuyện đó lắm. Một lần nữa lại nói lời xin lỗi và đây cũng là lần đầu tiên cậu được thấy vẻ mặt này của Yamada, sau đó về nhà cô cũng chẳng liên lạc gì với cậu cả. Hôm nay tới trường Ichikawa đã bị hội bạn của Yamada bắt lại hỏi chuyện vì cô bạn mình hôm qua hành xử rất kỳ lạ. Yamada chỉ ăn mỗi một túi khoai tây chiên trong khi bình thường luôn ăn hơn hai túi, đúng lúc đó cô ấy đã tới lớp và nét mặt cho thấy rõ Yamada bận tâm tới chuyện đó đến mức nào. Rồi chợt sắc mặt biến dạng khi tìm mãi không thấy móc khóa con chó đâu nhưng lại làm ra vẻ không có chuyện gì hết. Ichikawa hỏi lúc ra khỏi nhà còn nhìn thấy không thì Yamada cười gượng nói chắc mình để quên ở nhà rồi, cậu vô cùng lo lắng không biết nên làm gì cả. Cho đến khi tan học còn thấy Kanzaki đang bê từng tấm gỗ ở tủ cất giày để tìm móc khóa con chó cho Hara. Cô mới nói thầm thật ra mình nói dối cậu ấy để tìm cái móc giúp Yamada thôi, nghe đến đây lòng quyết tâm của Ichikawa trỗi dậy mặc dù thời tiết trong tuần này đang có biến chuyển xấu với tuyết rơi dày đặc cậu vẫn cố cầm cái ô đi mò khắp con đường phạm vi tìm kiếm quá rộng lớn lại chẳng biết yamada đi học bằng đường nào nên thật khó nhưng vẫn nhất định phải làm đúng lúc mai cô đi ngang qua vừa nhìn đã hiểu ý liền nói yamada không hay đi đường này đâu ichikawa liền men theo con đường mà cô bạn chỉ để dò tìm cơ thể cậu như đóng băng với cánh tay bị gãy đau nhức vô cùng dù biết việc này thật vô nghĩa nhưng cậu vẫn muốn thỏa mãn bản thân mình ngay lập tức đã chạm mặt yamada giữa đường cô ấy có vẻ gì đó giống như sắp không kìm được lòng nhờ có mai cô nhắn tin mà yamada mới mò tới đây cô bật khóc nói nó không có ở nhà mặc dù mình đã tìm rất kỹ ichikawa liền hét lớn khẳng định nó vẫn còn ở đâu đó không thể biến mất được vậy nên bạn đừng lo lắng nữa yamada càng gào khóc to hơn thì cậu định tiến tới chạm vào cô bạn để an ủi nào ngờ may mắn thế nào lại thấy cái móc khóa đang bị treo trên cành cây đằng sau Yamada vội chạy lại nắm lấy tay cậu cảm ơn rất nhiều với khuôn mặt rưng rưng nước mắt, nhưng thật ra nếu không có cô cậu cũng chẳng ngước lên mà nhìn thấy. Yamada liền kéo Ichikawa lại gần người có vẻ muốn ôm nhưng hình như sợ đụng vào cánh tay đau cô lại đẩy ra. Thấy cậu bạn hát xì -sì cô liền rủ nhà mình ngay gần đây có muốn qua sưởi ấm cơ thể một chút không? Này này mấy bé nhớ là chỉ sưởi ấm bên ngoài đừng có sưởi ấm bên trong đấy nhá. Tập 2 Nhỏ này vô tri đến mức cái bình nóng lạnh độc đang làm nóng nước bé nó cũng nhạy theo, bố mẹ đều đi làm hết rồi nên giờ trong nhà chỉ có hai đứa yamada lấy khăn ra lau đầu cho chồng à lộn cho cậu bạn phải mất mấy giây cô nàng mới định hình được tình huống mà giật mình lùi ra xa cho cậu tự lau ichikawa được tắm nhờ trong phòng tắm nhà cô mà mới ở bước cởi đồ thôi đã bắt đầu có suy nghĩ lạ rồi đang mải lo lắng mình phải cởi đồ ở nhà yamada ư thì giật mình cô đứng ngoài cửa hỏi nước đủ nóng không ngâm mình trong bồn nước nóng thánh cảm nhận được mùi của yamada ngập tràn khắp căn phòng này nhìn thấy lọ sữa tắm và cái ghế ngồi thánh lại tò mò nghĩ lung tung đang định bước ra luôn để ngăn cho những suy nghĩ này nọ hiện lên trong đầu thì đột nhiên yamada đem quần áo để thay đến đặt ở trước cửa còn đồng phục của cậu cô sẽ cho vào túi giặt và lúc bấy giờ Ichikawa mới nhận ra tay mình trong vô thức đã chạm vào thằng em khi nói chuyện với cô ấy ngay lập tức tự chửi bản thân đây là lúc cần nghiêm túc để ý tới cảm xúc của yamada cô ấy chỉ đang tự trách mình vì đã làm gãy tay cậu và còn đánh mất móc khóa thôi nhìn tới cái áo Yamada mang cho mình thánh mới ngã ngửa vì đây là áo của cô ấy, tại sao không kiếm đồ của người đàn ông nào trong nhà mà cho mượn. Nhưng thứ còn kinh khủng hơn đó là đồ lót của cậu không ở đây có nghĩa Yamada đã lỡ đem đi giặt rồi. Không còn cách nào khác thánh buộc phải mặc quần thể dục của cô ấy để đi ra ngoài lấy quần của mình, tự nhủ kiểu gì bộ này cũng giặt thôi nên mặc trực tiếp một tí tạm vậy. Mà giật mình vừa bước ra con chó đã sổ đến, chưa dừng lại ở đó Yamada còn đang mặc đồ ở nhà rất thiếu vài bước vào nữa khiến Ichikawa chỉ còn biết lấy tay che lại. Thế éo nào cô đã chuẩn bị hết đồ nấu lẩu rồi giờ chỉ việc bỏ vào nồi rồi ăn cùng nhau thôi. Thánh của chúng ta chỉ lỡ sơ ý nhìn xuống một phát thôi mà thấy quần của bạn phải lập tức hom lưng xuống ngay. Trong đầu cố tưởng tượng ra viễn cảnh giữa vùng biển chết chóc có đàn cá mập xung quanh đang trầu trực. Nhưng trong cái rủi lại có cái đen con chó khốn nạn còn cố cắn quần kéo xuống như thể muốn cô chủ sớm lấy chồng vậy khiến cậu trượt chân ngã đập mặt vào chỗ nào đó trong khi chỉ với một tay không thể giữ cái quần nổi. Mà thế éo nào Yamada còn lấy tay kéo quần lên hộ cậu bạn luôn cơ và liên tục mắng con chó nhà ra, nó mới sợ hãi chịu nghe lời. Xong thì giật mình xin lỗi Ichikawa vì vừa rồi chỉ là vô thức, con thánh của chúng ta bắt buộc phải nằm trong tư thế úp mặt xuống mất mấy phút. Sau khi đã mặc lại đồ lót vào thánh mới thở phào như chút được hàng ngàn gánh nặng, Yamada lại tranh thủ đi thay một bộ đồ dễ thương được Meiko cô tặng rồi chả hiểu kiểu gì nhỏ cứ đi loanh quanh người nam chính như thể muốn ai đó ngắm và chọn chỗ ngồi cũng khéo cơ. Bình thường cô rất hay ăn lẩu một mình trước bữa tối nếu mẹ về muộn và cảm giác thật trưởng thành, vậy nên hôm nay cậu ăn với tớ nhé. Nói thế thì thánh của chúng ta sao mà đỡ nổi, Yamada còn bắt bạn phải xem album ảnh hồi nhỏ của mình. Và điểm đặc biệt nhất đó là tấm nào cô cũng phải ăn cái gì đó mới chịu kể cả có ở trường hay đi tham quan. Yamada còn nhận xét cậu luôn nhìn ra tớ đầu tiên mặc dù có vài tấm ảnh chụp tập thể ngày xưa cô có học đàn piano một chút ngoài ra còn có múa ballet bơi và tập võ kendo nữa nhưng tất cả đều bỏ giữa trường nét mặt yamada trầm xuống thấy buồn vì mình không thể giỏi hơn mọi người dù có nỗ lực thế nào cô không muốn ai đó bắt đầu tập sau nhưng lại giỏi hơn mình cả cứ mỗi lần như vậy mẹ lại thấy tội nghiệp quá mà cho con gái nghỉ và còn làm những món cô bé thích để an ủi kể cả khi không vào được trường tư hay lúc mũi bị đau mẹ cũng đều chiều như thế hết nhưng gần đây yamada bắt đầu thấy sợ hãi khi mọi người xung quanh dần yêu thích mình quá mức nếu cứ gây rắc rối cho họ thì một ngày nào đó những người quan trọng đều sẽ ghét bỏ mình hết thế nên gần đây yamada khóc khá nhiều cô muốn hỏi Ichikawa một điều rằng trước kỳ nghỉ đông có hai ngày cậu không đến thư viện cậu nói vì bận việc gì đó nhưng sự thật có đúng là vậy không hay vì mình là kẻ phiền phức nam chính liền tối sầm mặt lại bởi Ichikawa từng bảo bản thân có thể nói ra những thứ mình không thích nhưng cô không nghĩ vậy yamada biết cậu sẽ chẳng nói ra được vì cậu là một người tốt ngay lập tức Ichikawa đứng bật dậy ôm chầm lấy cô bạn đang khóc nức nở yamada cũng nắm lấy áo cậu mà khóc nhiều hơn cho thỏa cái nỗi lòng lúc bấy giờ cậu mới xin lỗi vì hồi đó đã nói dối đó là vì mình quá yếu đuối không muốn làm tổn thương cô nên mới trốn tránh thôi và hóa ra yamada cũng sợ bị Ichikawa ghét bỏ đến vậy thì ra hai người đều giống nhau nồi lẩu đã sôi thậm chí nhỏ còn bỏ cả miếng rau héo vào khen ngon Yamada đã luôn suy nghĩ tại sao bây giờ mình lại cảm thấy lo lắng hay là vì. Đang nói dở giữa chừng đột nhiên gương mặt cô ửng đỏ thì Ichikawa liền tiếp lời thay cho, đó là vì cậu đang lớn lên thôi và chuyện làm người lớn thật mệt. Ichikawa còn nói thêm vài lời động viên an ủi về giá trị cuộc sống nữa nghe thật sự rất thấm. Mà chợt sừng sốt đọc được tin nhắn mẹ đang về từ 12 phút trước, Yamada tự nhủ không sao hết vì mình vẫn hay dẫn bạn về nhà cơ mà bạn con trai thì lại chưa từng tuy nhiên Ichikawa cho rằng nếu là gặp mẹ cậu thì để dịp nào tớ ăn mặc tử tế hơn yamada cũng nhắc lại vậy khi nào cậu mặc tử tế hơn thì phải gặp phụ huynh tớ đấy nhé ngay lập tức nhét Ichikawa giấu vào phòng của mình ngay khi mẹ mở cửa vào nhà đôi giày của cậu cô nói dối là chihiro ghé qua chơi đứng trong phòng của cô bạn thánh tự nhủ không được suy nghĩ linh tinh và bắt đầu cảm thấy có lỗi khi vì mình mà cô ấy phải nói dối mẹ người mẹ đang khen bộ đồ hôm nay của con dễ thương lắm lại còn trùng mũ lên đầu cho Tuy nhiên khi mẹ đi tắm cũng là lúc bố sắp về nên Ichikawa vẫn chưa thể ra được, cô còn bẽn lẽn nói bố khá giống tớ làm cậu tưởng bố cô bạn là kiểu người ăn nhiều và rất niềm nở. Mà chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng Yamada phải vội nhét cậu trốn vào trong chăn. Thì ra mẹ vào hỏi Han cô bạn của con gái vì Chihiro vốn dị ứng với đồ cay mà nay lại ăn lẩu. Ichikawa phải giả giọng con gái nói cháu không sao, bà mẹ cũng đành ra ngoài và không quên khuyên cháu đừng về muộn kẻo tuyết lạnh. Cho ai không nhớ thì chai nước ở cửa sổ là cái chai mà Ichikawa đã mua cho Yamada ở đầu tập 6 mùa 1 nhé. Không thể để cậu ấy biết mình vẫn còn giữ thứ đó được, cô lập tức đè Ichikawa nằm xuống giường. "Lấy cớ vì muốn trả đũa cho lần trước ở nhà cậu thôi, cậu xin lỗi vì do mình mà bạn phải nói dối mẹ." Yamada không hề trách mặc dù đây là lần đầu tiên mình giữ bí mật với mẹ nhưng điều đó có nghĩa mình đã là người lớn rồi. Cơ mà bị trêu rằng người lớn gì mà còn dùng tên khi nói chuyện với mẹ làm nhỏ xấu hổ. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội tẩu thoát Ichikawa chuồn ngay. Vừa mới ra khỏi thang máy cậu đã đụng độ một con quái vật khổng lồ với vệt máu trên áo, cai ánh mắt kinh hoàng làm cậu sợ mà bỏ chạy thục mạng. Và không may chữ Yamada trên áo đã bị người đàn ông đó thấy rồi, thánh của chúng ta thề sẽ không bao giờ vào chung cư nữa sợ bỏ miệng. Nhưng vừa nhận được tin nhắn rủ lần sau lại đến nữa được không từ Yamada thánh đáp ok luôn, đúng là sự sim gái có thể chữa khỏi mọi nỗi sợ. Sau đó Ichikawa phải giặt tay bộ đồng phục của cô bạn vì sợ cho vào máy giặt sẽ bị người nhà biết. Cơ mà dùng loại nước giặt khác với nhà cô ấy thì lại bị gia đình Yamada nghi ngờ mất, đang định đi ra nhắn tin hỏi ý kiến bạn mà đúng lúc chị gái đang thay đổi. Thầm nghĩ nếu kể với Yamada về chuyện ấy thì kiểu gì cũng sẽ bị cô bạn dí sát mũi vào người mà ngửi. Một lần nữa nhân cách ngôn tình bên trong Ichikawa lại chui ra nhắc cậu hãy nghĩ thật kỹ về chuyện hôm nọ. Nào là trong phòng tắm rồi còn ăn lẩu chung và ôm nhau chắc chắn cô ấy đã có ý gì đó rồi. Nhưng nam chính vẫn tự nhủ chẳng có tình cảm đặc biệt nào ở đây hết Yamada chỉ coi mình là bạn thôi. Cuối cùng tay cậu cũng khỏi rồi nhưng giọng thì kỳ lạ lắm. Tới trường Chihiro nói tay cậu khỏi rồi kìa làm Yamada ghen tị tranh giành mình nhận ra trước mà. Sau khi cô bạn rời đi Yamada mới hỏi thăm kỹ tay bạn đã khỏi hẳn chưa, cậu chỉ giơ ra cho bạn nhìn vì giọng hôm nay không thể nói được. Ngồi trong lớp bất ngờ nhận được tin nhắn không cần phải nói chuyện ở trường đâu, chỉ cần nhìn tớ là được, có vẻ yamada đã hiểu lầm Ichikawa không muốn nói chuyện rồi trong tiết học võ judo cả lớp phải mặc đồng phục có sẵn mà xui xẻo thế nào yamada vớ phải cái rõ là hôi Ichikawa muốn đổi đồ cho cô bạn nhưng rồi lại thôi thầy giáo yêu cầu cả lớp lập đội hai người để tập luyện tay đôi thì Ichikawa biết chắc mình sẽ là kẻ không có đội yamada đang từ chối mấy người bạn kia và dần lủi về phía cậu cũng định đứng một mình Đúng lúc thầy giáo lấy Ichikawa ra làm mẫu tập cho cả lớp xem, sau khi bị vật ra một cái cậu đã hiểu lý do cô bạn không muốn tập với ai thì liền tiến lại gần đá đá nhẹ vào chân, vậy mà vô tình lại vào tư thế tập với nhau luôn, cô ấy ngại vì bộ đồng phục hiện đang nặng mùi lắm liền bị Ichikawa đè vào tường. Có vẻ việc bị cậu nhắc lại về chuyện người mình hôi nên không dám bắt cặp với ai, đã làm Yamada ngại vội đẩy ngã cậu rồi chuồn luôn. Kanzaki cứ thấy thánh của chúng ta nhắc gì đó đến mùi hôi lại tưởng ông bạn cùng gu với mình đều là những con người mê mùi hôi con gái Ichikawa đã chịu chấp nhận sự thật rằng mình bị vỡ giọng rồi nghĩ đến việc chúng ta càng lớn thì mối quan hệ với nhau sẽ càng bị thay đổi cậu có chút buồn ngạc nhiên thay vừa ra khỏi phòng tập võ cô ấy vẫn đứng dưới tán cây chờ mình hai người cùng vào thư viện yamada tưởng cậu mất giọng là do bị cảm lạnh khi hôm trước đi trong tuyết nhưng không phải chỉ là tớ đang bị vỡ giọng thôi trong khi Ichikawa còn xấu hổ về chuyện này thì yamada lại thấy thật tuyệt đến nỗi chân tay nhảy cẫng hết cả lên cô còn muốn ăn mừng chuyện bạn đã trưởng thành nữa liền cầm hai tay của Ichikawa lên so sánh lại một tay đã băng bó suốt cả tháng thì vẫn còn nguyên nhưng tay còn lại đã to hơn chứng tỏ cậu đang phát triển tôi không chắc có thật anh nhà đang lớn lên không hay vì suốt một tháng làm bằng cánh tay này nhiều quá nên mới to ra nữa nhưng thấy yamada vui đến vậy khi mình đang dần to lên cậu cũng thật mừng chốt lại bằng câu khi nào giọng cậu trở nên trầm hơn thì hãy gọi tên tớ thật nhiều nhé và có lẽ Yamada đã sơ ý mà vô tình để đôi tay Ichikawa chạm vào cái thứ cũng chứng minh sự trưởng thành của mình. Tập 3. Sắp đến Valentine rồi, Meiko và Yamada có vẻ rất háo hức, Yamada còn liệt kê ra hẳn một quả kế hoạch vô tri hết thuốc chữa. Thánh của chúng ta thầm nghĩ chẳng quan tâm thì giật mình nghe thấy họ nói về việc làm sô cô la tặng con trai. Meiko còn cố tình lại gần nói nếu Yamada mà làm sô la thì chắc ai đó cũng muốn nhận nhỉ nữ chính liền bày tỏ mong muốn được ngoai cô dạy cho cách làm sô cô la vì đó là món mà cô thích nhất. Xong là dù các bạn cùng qua nhà mình làm và có liếc về phía Ichikawa, vì thế mà ngày hôm đó cậu đã có mặt trở lại tại cái nơi đáng sợ này. Đúng lúc đó Chihiro tới hỏi trùng hợp thật cậu làm gì ở đây thế còn bọn tớ đang định làm sô cô la ở nhà Yamada. Thanh tối sầm mặt lại đáp chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, lúc bấy giờ nghĩ lại thì hôm đó Yamada chỉ liếc về phía mình chứ đâu có mời câu nào, nhục nhã muốn chết. Cô mà Khoan đã rõ ràng hôm qua cô ấy có nhắn thời gian gặp mặt mà hay là mình hiểu lầm. Ngay sau đó cô cũng tới còn tưởng cậu đi lạc liền kéo trở lại hội họp với cả bọn luôn. Nam chính có vẻ khá cảm động trước sự cứu nguy của cô bạn này và cô còn coi mình là bạn. Yamada chào đón mọi người tới chơi bằng một màn vừa nhai sô cô la vừa nói nhỏ con bào chữa đây là đồ ăn của tớ thôi không phải nguyên liệu để làm hôm nay đâu. cô thì thầm vào tai Ichikawa nhắc bạn cẩn thận vì mẹ cô ấy nghiêm túc lắm. Bọn trẻ cùng cúi đầu chào mẹ bạn thì cô có vẻ rất vui nhưng mặt chợt tối sầm lại khi thấy có con trai. Bắt đầu do hỏi cháu có quan hệ gì với con gái cô làm cậu rất khó xử không biết mình có phải bạn của Yamada không. Mai cô một lần nữa cứu nguy khoe rằng cậu ấy là bạn trai cháu khiến mọi người đều sửng sốt. Nhỏ Chihiro ngốc còn tin sái cổ mới ngáo, Yamada có nhờ bố dạy rồi nhưng ông ấy sợ nguy hiểm nên không cho con nấu nướng. Trong lúc Ichikawa còn đang bơ vơ một mình thì cô tiến lại gần buộc dây tạp dề giúp cậu, mà vô tình bị mẹ nhìn thấy cô phải vội tránh ra ngay để mai cô nhảy vào làm giúp khiến yamada hướng một ánh mắt không mấy thiện cảm về phía hai người trong lúc làm mai cô còn gọi hẳn tên Ichikawa và nhờ cậu hết cái này đến cái kia để không bị lộ điều đó chỉ càng khiến yamada thêm buồn hơn thấy mẹ cực kỳ hứng thú với chuyện tình cảm của bọn trẻ nhỏ liền đẩy mẹ qua chỗ khác mai cô thì thầm vào tai khuyên Ichikawa nên nghĩ dần kế hoạch cho valentine trắng đi Thấy mọi người ai cũng thậm thụt to nhỏ làm Chihiro buồn vì các bạn đều lớn cả rồi. Có mỗi mình và Yamada vẫn còn là trẻ con, kể từ lần đầu gặp Yamada đã luôn là một người rất vô tri khó hiểu. Cô ấy cao như người khổng lồ, trong giờ tập bóng rổ thì một mình đứng ra một xó làm trò xoay bóng trên ngón tay. Rồi lại khóc vì mãi vẫn chẳng làm nổi, và Chihiro rất tự tin mình là người mà Yamada thích nhất nhưng éo đứa nào thèm nghe. Bởi nghe tin Chihiro ghi được nhiều điểm nhất ở giải đấu hồi tiểu học mặc dù nhỏ hơn mọi người, Yamada rất ngưỡng mộ khi bạn vẫn luôn chăm chỉ luyện tập hàng ngày. Thế là nhỏ cho rằng Yamada rất thích mình luôn, Ichikawa thì đang chìm đắm vào suy nghĩ cô ấy thích cái gì. Nhưng phải vội gạt bỏ nó đi ngay vì Yamada mời mình đến đây đồng nghĩa với việc không có ý định tặng sô-cô-la cho mình. Không được ảo tưởng nữa, Yamada đã quay trở lại mà nhìn cảnh cậu bạn và cô rất thân mật lại còn gọi hẳn tên của nhau. Cô thật sự rất buồn. Serena lập tức đập bàn như Olodo không thể chịu đựng chuyện này nữa làm chẳng ai hiểu gì cả không khí cực kỳ bất ổn mà chihiro vẫn ngây thơ nói chuyện rất hồn nhiên nam chính không chắc có phải tại mình đã khiến bầu không khí trở nên như vậy không thì đúng lúc đó yamada đằng đằng sắc khí tới hỏi có vui không thánh sợ quá vội sủi vào nhà vệ sinh quyết định sẽ đi về luôn dù sao cũng nấu xong rồi thế nhưng nhân cách thứ hai của cậu đã hiện ra yêu cầu hãy giải thích sự thật cho mẹ cô ấy biết đi đã vì giả sử bằng một cách kỳ diệu nào đó hai người hẹn hò được với nhau không lẽ yamada sẽ bị coi là cái lốp dự phòng sau khi cậu chia tay me cô hà nhưng Ichikawa tin rằng không có chuyện đó đâu, đừng tiếp thêm cho tôi hy vọng làm gì để rồi phải chịu sự tổn thương. Thế rồi cậu xin phép ra về trước luôn, nhưng khi mới chạm vào tay nắm cửa những dòng đấu tranh tư tưởng cứ liên tục hiện lên trong đầu, tự nhủ chẳng có cơ hội nào cho mình cả nhưng chợt nghĩ về hình ảnh cô ấy cười vui vẻ khi đi cạnh mình. Ichikawa quyết tâm quay lại xin lỗi vì đã nói dối mẹ bạn nhưng cháu và Maiko không phải người yêu. Vậy là cậu nhóc của chúng ta đã chọn phương án vẫn nuôi hy vọng cho bản thân nào ngờ người mẹ còn bước ra hỏi cháu là Ichikawa phải không trong buổi họp phụ huynh cô có ngồi cạnh mẹ cháu và con gái cô cũng bảo hay nói chuyện với cháu lắm không để cho mẹ tiết lộ thêm điều gì yamada vội lao ra đuổi mẹ vào nhà ngay rồi vừa lấy tay áo Ichikawa mong muốn cậu hãy ở lại nhà mình thêm Ichikawa nghĩ rằng hôm nay mình nên nói chuyện trực tiếp với bố mẹ cô bạn và quyết định quay trở lại với niềm tin về một điều kỳ diệu sẽ xảy ra nhưng đập vào mắt cậu là một cảnh tượng cực u ám khi cả ba cô bạn đang sợ chết khiếp trước người đàn ông to lớn. Toji à không Benimaru à không Ezen à không đây là bố của Yamada, thánh của chúng ta sợ hãi đứng cúi gầm mặt trước con người không để lộ ra chút cảm xúc nào. Có lẽ chú ấy không thích mình ở đây, mà nào ngờ ổng lại lẳng lặng đi vào trong đóng sầm cửa chẳng nói chẳng rằng. Yamada mới giới thiệu với cả bốn bạn bố mình là đầu bếp về ẩm thực Pháp. Ichikawa thầm cầu mong chú ấy sẽ không nhớ đã gặp mình ở thang máy hôm trước, nhưng khi ngoảnh mặt lại thì ánh lườm dò xét đó vẫn đang hướng về mình rồi đột ngột bước ra như thể muốn ngăn cản khi con gái mình thân mật với một cậu con trai lão tiến tới trước mặt ichikawa lườm chằm chằm cơ mà hóa ra chỉ muốn hỏi cháu có chơi game không thôi thế là chớp mắt một cái hai người đã cùng nhau ngồi bấm máy điện tử rồi người vợ còn phải ra xin lỗi cháu vì chú ấy không biết giữ khoảng cách với người lạ đâu yamada ghen tị liền nhảy vào đòi chơi với mà vòng tay qua mặt ichikawa để bấm cái máy nhưng giật mình bị cô phát hiện ra nhỏ ngượng chín mặt vội chuồn đi luôn. Công nhận gu hai mẹ con nhà này giống nhau thật đều thích trai hướng nội, sau đó nhân lúc mọi người đi mời bố mình ăn sô cô la Jamada đã lén kéo cậu bạn vào một góc riêng chỉ có hai đứa. Cô muốn cho cậu ăn thử sô cô la mình làm, đó nhận nó lên tay cậu cắn một miếng mà khen rất ngon dù có hơi ngọt. Nghe cảm nhận xong là nhỏ tự giác cầm nốt phần còn lại đút vào mồm luôn vẫn cứ là Jamada ham ăn của mọi ngày. Giờ thì Ichikawa đã hiểu mục đích cô ấy mời mình tới vì muốn làm sô-cô-la cho ai rồi và nào ngờ ra về Serena mới vạch trần chuyện Ichikawa không phải lần đầu tới nhà Yamada. Vì vừa vào thang máy cậu đã bấm luôn tầng 16 rồi khi đi vệ sinh còn chẳng cần hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Thấy Maiko bắt đầu hiểu lầm sang chuyện 18 cộng thánh thanh minh mình chỉ ghé qua đấy một lúc thôi và lý do lúc nãy Serena đột nhiên nổi khùng đập bàn rất mạnh là vì thấy Maiko diễn hơi thái quá yamada lúc ấy trông tổn thương cực kỳ khi mai cô cứ gần gũi ichikawa quá mức nên cô không chịu được trở về nhà nghe tin bà chị gái cũng cực sốc khi thằng em trai vừa có một dàn ha gem xung quanh lại đúng lúc yamada gọi điện tới cậu phải vội chui vào phòng bắt máy cô chỉ muốn hỏi xem hôm nay cậu cảm thấy ra sao khi gặp bố mẹ mình thôi sự thật là ichikawa đã thấy sợ trước vẻ nghiêm khắc của họ nhưng sau đó lại nhận ra bố mẹ bạn thật sự rất tốt bụng và vừa rồi yamada cũng có hỏi ý kiến họ về cậu bạn mình rồi Ông bố siêu kiệm lời chỉ quan tâm duy nhất một điều là quên không hỏi ai đi thằng nhóc ấy rồi nên mong lần sau nó lại tới. Thấy con gái vui như vậy người mẹ có vẻ đã hiểu ra gì đó nhưng bà chỉ nói rất ấn tượng về cậu nhóc đó thôi, làm cô chẳng hiểu theo hướng tích cực hay tiêu cực cả. Ichikawa thì kêu bạn đừng có hỏi bố mẹ về một đứa u ám như mình nữa, cơ mà bố cô còn hiểu lầm tên cậu là Yamada cơ nên bảo con gái hỏi hộ ai đi để kết bạn với cái cậu Yamada ấy. Chốt lại bằng lời 10 lần sau lại tới nữa nhé và Ichikawa cũng đồng ý thật nhanh chóng. Xong việc cậu mò xuống phòng khách uống nước ngọt thì bị bà chị hỏi thẳng mặt em không thổ lộ à. Sau đó thấy mình hơi quá lời chị định rút lại nhưng nào ngờ lần này Ichikawa không trốn tránh nữa mà đối diện bằng câu trả lời em chưa đủ tự tin. Chị gái cho lời khuyên rằng cũng mới là học sinh sơ chung thôi nên không việc gì phải vội. Dần dần môi trường thay đổi thì trái tim cũng sẽ thay đổi vì dù sao thế giới có cả tỷ phụ nữ mà cậu em trai lập tức khẳng định chắc nịch rằng em sẽ luôn luôn thích yamada tuy nhiên cô ấy lại đang sống ở một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều cũng như được vô vàn người yêu thích nếu một mai lớn lên yamada mà quên đi em thì em không muốn chuyện đó xảy ra chút nào cậu gục mặt xuống gối và chốt lại bằng câu nói em muốn hẹn hò với yamada hôm sau trên đường tới trường cô nàng thắc mắc rốt cuộc chỗ soko la còn lại phải tặng đám con trai thế nào đây sau một vài giây lấy can đảm ichikawa đã kéo tay áo cô bạn lại mà nói Cậu không cần phải tặng người con trai nào khác đâu. Yamada cực kỳ ngỡ ngàng và chắc chắn câu trả lời của cô là một cái gật đầu rồi. Tập 4 Ngày Valentine Yamada được rất nhiều bạn nữ tặng sô-cô-la vì ai cũng ngưỡng mộ sự dễ thương của cô cả. Thậm chí nhỏ còn cố tình đi qua đi lại 5 lần để nhận được nhiều quà hơn. Anh em có để ý đoạn này Ichikawa đang đứng dưới cầu thang tự dưng thấy Yamada xuống cu cậu lon ton chạy đi không? Michael đang mở chiến dịch phát sô-cô-la cho mọi người ai tới trước sẽ được nhận thanh niên Adachi và đám con trai lon ton tới mỗi đứa lấy một cái. Thậm chí Michael còn tinh tế đến mức đặt sẵn một cái lên bàn thánh của chúng ta vì biết cậu sẽ không chịu tự giác lấy. Mà nào ngờ con báo ham ăn cướp đồ của người ta bỏ vào mùng luôn. Hôm nay Yamada quyết định sẽ đóng vai con trai để được nhận quả. Thằng cu Adachi vã đến mức nhìn thấy cục lạc hình hơi giống trái tim cũng cho rằng đây là lời tỏ tình bí mật, mặc dù chính thanh niên lúc nãy chọn gói này. Lại còn hỏi Ichikawa cũng có hay nghĩ la dễ gây hiểu nhầm như mình nghĩ không? Đến phòng thư viện Yamada bày ra bàn cả đống sô-cô-la để chơi đánh sogi, Ichikawa cứ đánh bừa cho nhỏ vui mà con bé cũng nghiêm túc nghĩ nước cờ thật. Xong thì nhỏ tự nhận thua luôn và phần thưởng cho người thắng là toàn bộ chỗ này. Thôi muốn tặng người ta thì nói thẳng đi bé lại còn bày đặt ngựa ngựa, thấy cô bạn đỏ mặt chờ đợi như thế thì cậu nỡ lòng nào từ chối được chứ. Trong khi đó Adachi đang đi kiểm tra sô-cô-la của từng thằng trong lớp để xem có đứa nào nhận được trái tim như mình không. Thấy mai cô nói chỉ là tặng sô cô la không thôi làm gì có ý nghĩa nào đâu. Phải tặng với cảm xúc mới là có ý đồ cơ làm Yamada bắt đầu ngẫm nghĩ. Ichikawa vẫn cứ thắc mắc cả ngày nay vì chuyện Yamada tặng đồ ăn vặt cho người khác là không bình thường chút nào. Thì đúng lúc đó nhỏ đến kéo cậu vào góc bên này để cùng xem cảnh Hara đang lén lút tặng quà Valentine cho Kanzaki đằng sau trường. Ichikawa thắc mắc cậu ghen tị với người ta à thì nhỏ làm bộ còn lâu nhá. Trên đường về cậu cho rằng đâu nhất thiết cứ phải tặng nhau ở trường vì đấy là nơi để học tập. Trong khi họ đang hẹn hò và đi cùng nhau về nhà nên có thể tặng bất cứ lúc nào mà, nhưng không phải tớ ghen tị đâu nhé. Bất ngờ Yamada ngồi phát xuống yên sau xe Ichikawa luôn, không còn cách nào khác cậu đành đèo cô bạn to lớn về. Tuy ngồi thế này có hơi đáng sợ nhưng được cái Yamada có thể bám víu vào cậu bạn làm điểm tựa, cô còn muốn Ichikawa đi chậm thôi để được nói chuyện với nhau thêm thật nhiều. Đây là lần thứ hai Ichikawa đèo Yamada, Nhớ lại lần đầu tiên cậu không định đèo bạn nhưng cô chợt hỏi cậu sợ phải thay đổi đúng không thế là Ichikawa mới chịu đèo lúc đó. Dù sao cậu cũng biết Yamada là người thích sự thay đổi trái ngược mình nên cô sẽ không hiểu được đâu. Nghe vậy Yamada trả lời nhưng bây giờ tớ đã hiểu hơn rồi, có lẽ vì tớ đang cảm thấy hạnh phúc. Tựa đầu vào lưng cậu bạn một lúc cô mới chợt bật dậy muốn đi ăn vì đang thấy đói, không hiểu sao đứng trước quầy bán sô cô la hình trái tim hai người đều ngượng ngùng quay đi. Cuối cùng Yamada vẫn mua một cái sô-cô-la nhưng loại rẻ hơn để ăn luôn, thấy Ichikawa cứ nhìn chằm chằm vào túi sô-cô-la chất đống được tặng của mình. Nhỏ liên giấu đi luôn làm như người ta thèm ăn của bà lắm không bằng, rồi cô ấp úng hỏi theo cậu thì loại sô-cô-la nào là lãng mạn nhất. Cậu chỉ biết nếu là loại hình trái tim thì sẽ dễ gây hiểu nhầm vì nghe Adachi bảo thế. Nghe vậy cô liền đặt cái bánh mình đang ăn dở lên mặt cậu tặng cho luôn, mà chợt thấy bị dây một chút sô-cô-la trên má Yamada khẽ tiến sát lại gần. Ánh mắt lộ rõ vẻ say mê như thể muốn chạm môi vào thứ gì đó lắm trong khi tay thì vẽ cho nó ra hình trái tim. Cuối cùng cô chào tạm biệt còn không quên dùng ngón tay vừa quẹt trên má cậu đặt lên miệng mình, trong lòng Ichikawa lại càng được tiếp thêm hy vọng. Đi được một đoạn Yamada chợt dừng lại nhìn chăm chú vào cái sô cô la tự tay mình làm, như thể đang nghĩ ra kế hoạch để tặng được cho ai đó. Bất ngờ thay cậu ấy đã phóng xe đuổi theo, Ichikawa chút hết dũng cảm để lấy ra hộp sô cô la mình vừa vội mua tặng cho bạn. Vì hôm nay trên lớp Yamada có nói sẽ làm con trai trong ngày này, rồi phóng vụt đi thật nhanh luôn không cần nghe câu trả lời. Lúc đạp xe vẫn tự hào về hành động liều lĩnh của mình là đúng đắn, nhưng khi về mới nằm lăn lộn trên giường xấu hổ muốn chết thánh không dám đọc tin nhắn điện thoại luôn. Mà nào ngờ cô ấy còn nhắn tin rủ tối cùng nhau dắt chó đi dạo nữa vì dù sao nhà hai đứa cũng gần nhau. Yamada đưa cho bạn cái dây để thử dắt và khi cậu không kiểm soát được cô lại đặt bàn tay lên hướng dẫn, chỉ cần cầm chặt vào thì nó sẽ ngoan ngoãn quay lại ngay sau đó quyết định chơi một trò hên xui yamada thích sô cô la nóng và ghét nhất cà phê đen nên sẽ thử bấm cả hai nút cùng một lúc mà nào ngờ nó rơi ra lon cà phê đen thế là đành tặng ichikawa sau đó ngồi ghế đá yamada nói chuyện rất nhiều nhưng cảm giác hôm nay cứ khác khác với mọi khi đang kể giờ câu chuyện nhỏ cố tình xen vào một câu cảm ơn vì sô cô la của cậu như thể cố che đi sự xấu hổ vậy rồi lại ngập ngừng hỏi ichikawa hôm nay có nhận được sô cô la từ ai khác không thì cậu đáp là không và cậu cũng ấp úng hỏi thế còn Yamada có tặng sô-cô-la cho ai không. Cô cũng trả lời là không vì đã quyết định sẽ không tặng sô-cô-la tình bạn, khoan dừng khoảng chừng là 2 giây. Vậy đống sô-cô-la cô ấy tặng mình hôm nay nghĩa là sao, nhưng Ichikawa cũng không dám nghĩ ngợi nhiều nữa. Rồi đột nhiên Yamada lại hỏi cà phê đắng lắm à nếu vậy cậu ăn cái sô-cô-la ngọt của tớ làm cho đỡ nhé. Trên bánh này có chữ su và trên cái bánh đã tặng ở tập trước có chữ kỳ. Mà Suki trong tiếng Nhật là gì chắc các bạn cũng hiểu nhỉ cô bẻ đôi mỗi người ăn một nửa thậm chí khi thấy Ichikawa ngập ngừng cầm chiếc bánh trên tay Yamada còn nói không sao đâu cậu cứ hiểu nhầm cũng được mà câu nói ấy khiến trái tim Ichikawa đập thình thịch thật mạnh rồi đột nhiên Yamada lại bật khóc vì nghĩ mình đã làm không tốt tất cả mọi thứ cậu liền đứng bật dậy cố nói gì đó an ủi cô bạn vậy thì Yamada chìa đôi tay ra muốn làm thêm một lần nữa thế là hai người chậm rãi tiến lại gần ôm lấy nhau sau khi tiễn cô về tận nhà Ichikawa mới trở về Nhìn kỹ lại cái bánh trên tay có vẻ như cậu cuối cùng cũng hiểu nó là chữ gì, trong lòng chợt bừng lên một điều không lẽ mình đã, hôm sau tới trường hai người lại vui vẻ vẫy tay chào nhau. Thanh niên Adachi thì trông đang chìm đắm vào suy nghĩ cực kỳ, hóa ra mải nghĩ xem vào Valentine trắng nên tặng lại gì cho Michael. Mà nhỏ này cũng đâu có vừa còn cố tình để cậu ta tự hiểu đó là tình bạn hay tình yêu, xong thì nói vu vơ ước gì có ai đó tặng Airpods cho mình. Thế là lùa được một thanh niên sim gái không lối thoát tin vào thứ tình yêu không có thật, nhưng Adachi biến thái khỏi phải nói cậu ta có thể nghĩ ra đủ thứ quà đáp lễ tầm bậy tầm bạ. Cơ mà nãy giờ thấy Ichikawa cứ nói chen vào câu chuyện của mình cực kỳ nhiều, gã nhận ra ngay cậu cũng nhận được sô cô la thế là cái mặt lộ rõ vẻ ghen tị. Nhưng vẫn tự tin cho rằng chắc chỉ là cô gái kém nổi bật nào đó thôi, tan học Adachi lại nhắc về chuyện suy nghĩ xem nên tặng món quà gì thật ý nghĩa cho Meiko. Liệu nói ra sự thật có hơi phũ với thanh niên này quá không? thế là cậu ta đã rủ cả nam chính cùng đi gặp một đàn anh lớp trên siêu nổi tiếng để hỏi ý kiến về món quà cho valentine trắng anh em đừng quên ichikawa nhà ta từng có một cuộc đụng độ với ông anh này hồi mùa một anh ta khá là ngạc nhiên khi biết tin cậu cũng nhận được sô so cô la valentine lời khuyên của đàn anh là con trai và con gái khác nhau lắm các em sẽ không thể hiểu được con gái nghĩ gì đâu nên không cần phải hiểu người ta mới có thể tặng quà nhưng ichikawa lại không nghĩ vậy một ai đó hoàn toàn khác biệt từ sở thích và tính cách cho đến suy nghĩ so với mình nhưng khi hiểu về nhau chúng ta vẫn sẽ tìm ra được điểm chung vậy thì tại sao lại không cố gắng để hiểu cô ấy chốt lại ông anh cho một lời khuyên cực tệ hại về món quà đó là đồ lót và đó cũng là món mà adachi đang nghĩ đến thanh niên cho rằng nói chuyện với anh ấy tiếp thu được nhiều kiến thức quá rồi rời đi trước đúng lúc đó yamada ngó ra phía cửa sổ thấy ichikawa cô liền vẫy tay chào cậu miệng cứ gọi ơi ơi ông anh kia thấy vậy lại tưởng cô bé đang chào mình nhưng thánh của chúng ta lập tức gạt tay ổng đi để vẫy chào cô bạn như một giga chat. Làm nhỏ vội đóng sầm cửa chạy đi luôn, sau đó đứng trước mặt anh lúng túng muốn nói Yamada là người mà em thích. Nhưng chưa kịp nói ra thì cô ấy đã chạy xuống tận nơi, vòng tay qua khoác lấy tay cậu để kéo đi về cùng mình, ông anh kia ngơ ngác trợn tròn con mắt luôn. Tập 5 Tay Ichikawa đã lành lặn hẳn rồi nên cậu nghĩ từ giờ khi tan học sẽ đi bộ để rèn luyện sức khỏe một chút cùng với Yamada. Cô nàng chậm rãi hỏi vậy nghĩa là tớ có thể đi về cùng cậu ư, Ichikawa đỏ mặt nói đúng vậy, nhưng sự thật là vì cô bạn rất hay tấu hề cậu sợ sẽ làm Yamada bị thương khi đèo trên xe. Mà chợt nhớ ra cần tìm một thứ nhỏ liền lục tung cái cặp sách đựng toàn giấy tờ lộn xộn, cuối cùng cũng tìm thấy phiếu giảm giá đặc biệt cho bộ phim chiếu dạp. Yamada đã lấy được nó từ nữ diễn viên chính của bộ phim cũng chính là đàn chị của cô, cần phải đi xem trong hôm nay gấp. Sau đó Yamada đưa cho cậu mặc cái áo khoác của mình và cô cũng thay sang một bộ khác, còn khen Ichikawa trông trưởng thành quá. Nhỏ đột nhiên thọc tay vào trong túi áo mò mẫm để lấy cái vé còn lại ra và cho cậu cái này, rồi cô ngập ngừng rời đi trước. Thế nhưng Ichikawa hiểu ý của Yamada là gì, cậu lập tức kéo tay bạn lại ngượng ngùng rủ cùng nhau đi xem chung, cô vui lắm đồng ý ngay. Khi lên tàu thì lại xin lỗi vì mình để cậu phải chủ động do sợ Ichikawa không thích phim tình cảm nên không dám ngỏ lời. Đến nơi cô còn chỉnh lại cổ áo cho cậu như một cặp đôi thực sự, cũng may không gặp phải người quen nào ở đây mà có vẻ thánh mừng hơi sớm rồi vì đúng cái quán Takozaki Yamada bước đến lại có chị gái cậu đang làm thêm, bà sốc lỡ buột miệng nói một buổi hẹn hò sau giờ học ư. Thánh phủ nhận giải thích chỉ là đi xem phim thôi, Ichikawa đã không ngăn cản cô bạn bước vào quán kịp rồi, trong lúc order cho bọn nhỏ bà chị còn độc thoại nội tâm. Nói rằng dù sau này có trở nên giàu sang quyền lực, thì điều mà chị nuối tiếc nhất cuộc đời đó là không có một buổi hẹn hò sau giờ học trong bộ đồng phục. Thế nên thằng em liệu mà biết tận hưởng đi, sau đó cô còn bị bếp trưởng của trách vì lật bánh hơi sớm, nhưng Ichikawa biết chị gái đã nỗ lực đến thế nào khi tập làm ở nhà. Yamada nhận xét chị cậu thật tuyệt, bưng đồ ăn cho hai đứa xong chị còn cà khịa thằng em mặc áo không thèm cài cúc chắc đang tỏ ra ngầu lòi đây. Mặc dù ban nãy do Yamada tháo nó ra hộ cậu, thật ra Takozaki là một món rất khó ăn đối với Yamada bởi nó to quá cô khó có thể nhét cả miếng vào miệng được. Thấy Ichikawa cứ nhìn chị gái có vẻ như thích thấy người thân trong khi làm việc yamada liền kể chủ nhật tuần sau tớ có một buổi chụp ảnh cho tạp chí nếu muốn cậu có thể đến xem tớ làm việc nghe đến đây thánh rất sốc nhưng lại trả lời là tớ sẽ đi nếu có thể làm cô tưởng ichikawa đang từ chối khéo cậu buộc phải nói rõ ràng ra là tớ chắc chắn sẽ đi thế mà trông nhỏ cũng vui lắm miếng cuối cùng trên đĩa là miếng liêm sỉ nên ichikawa để phần cho yamada ăn nốt nhưng không muốn cô ấy nhét nguyên cục nóng hổi vào miệng nữa cậu phải tách nó ra giúp rồi nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt đi chuyện này đã xấu hổ lắm rồi mà chuyện còn xấu hổ hơn tỷ lần nữa là yamada đang há sẵn miệng chờ cậu đút vô không còn cách nào khác ichikawa đành phải gắp đưa vào miệng cô bạn trong đầu gào thét cực độ khi cái thứ nóng hổi của mình đã nằm gọn trong miệng yamada bữa ăn hôm nay hai đứa được chị gái cậu đãi đã đến giờ chiếu phim yamada bê hẳn một hộp bắp cỡ bự để bọn mình ăn chung đi xem phim riêng tư cùng với một cô gái thì đây chắc chắn là cuộc hẹn hò rồi nam chính không muốn phủ nhận nữa vừa mới ngồi xuống xong yamada quay ra nhìn cậu bạn ngay nhưng tự dưng lại đứng dậy xin đổi chỗ với nhau vì một lý do gì đó mà Ichikawa chẳng thể hiểu, có anh em nào hiểu không giải thích cho tôi biết với. Cậu chưa từng đi xem phim ở dạp còn khi xem ở nhà thì hay ngủ quên giữa chừng, nếu vậy Yamada sẽ là người đánh thức. Ichikawa kể mình đã đọc cuốn tiểu thuyết của bộ phim mà cô đóng, thì nhận ra vai diễn của bạn không có trong tiểu thuyết gốc và rủ Yamada cũng đọc thử đi. Rồi cô bắt đầu kể về chị diễn viên chính của bộ phim hôm nay là một người giỏi thế nào. Đúng lúc đó Thánh nhận được tin nhắn từ chị viết rằng có nên nói với mẹ hôm nay em sẽ về muộn không. Nghe Yamada kể chuyện xong cậu chợt nhớ đến một bộ phim kinh dị dở tệ phát hành vào 6 tháng trước. Lý do duy nhất Ichikawa tìm đến nó là vì thấy tên cô ấy trong danh sách diễn viên. Chỉ vô tình thấy thôi chứ không phải tìm kiếm tên cô ấy mỗi ngày hay gì đâu nhá. Nhưng xem được một tí đã ngủ quên lại phải tua về trước tìm đến đoạn Yamada xuất hiện cậu có thể nhìn rõ được sự khác biệt giữa cô ấy và đám diễn viên nghiệp dư, giật mình bị Yamada ghé vào tai gọi dậy khi thấy cậu nhắm mắt lại tưởng ngủ gật. Bất ngờ đến một cảnh hôn nhau nồng thắm sâu đậm mà còn lâu nữa làm Ichikawa ngượng cực kỳ, nhưng quay sang Yamada đó là một ánh mắt khát khao. Cô thật sự nghiêm túc với việc học hỏi kỹ năng diễn xuất của các đàn anh đàn chị thông qua xem phim. Kết thúc bộ phim Yamada xin lỗi vì cảm thấy cậu không thích nó lắm mà mình cứ nói về những thứ mình thích suốt thôi. Nhưng làm gì có chuyện đó hễ được thấy Yamada kể thì dù điều đó trước kia mình có không để tâm đến chút nào mà nay cũng trở nên thật đẹp. Cậu đỏ mặt trả lời tớ muốn biết thêm về cậu làm cô bất ngờ lắm, khẽ đưa ngón tay lên môi. Có vẻ như ngoài việc học kỹ năng diễn xuất hôm nay Yamada còn học thêm được điều gì khác từ bộ phim trên đường về hai người còn chơi nối chữ với nhau. Mà mấy cái này Yamada lanh lợi lắm lùa một tí cậu bạn đã thua ngay rồi và rồi ngày chủ nhật tuần tiếp theo cũng đã tới mới sáng bảnh mắt Ichikawa đã hỏi chị gái bộ đồ này nhìn có ổn không rồi mới lên đường trên đường đến nơi làm việc của yamada mà rõ là căng thẳng đành đi mua món gì đó coi như làm quà tặng cho ngôi sao ban đầu vốn định hòa vào đám đông để đến xem mà không ngờ sáng sớm vắng tanh chẳng có một ai khiến cậu sợ mình trông sẽ đáng ngờ nhưng được cái đã nhìn thấy cô bạn đang tạo dáng chụp ảnh đẹp thì hơn cả thiên thần bị yamada nhìn thấy vẫy tay thì cậu lại trốn đi nhưng đúng lúc đó một đàn anh đến khen em trông dễ thương quá rồi còn nhiều chị gái khác nữa cái thế giới nơi yamada làm việc mọi người trông trưởng thành và lịch sự vô cùng ichikawa lại thấy lo lắng về vẻ ngoài của mình cuối cùng cậu quyết định bỏ chạy ra ngoài nhìn món quà trên tay cảm giác mình cứ như thằng trẻ con vậy nhưng cách thứ hai lại tiếp tục hiện lên hai bên tranh cãi với nhau đúng lúc đang cãi nhau với nó thì giật mình yamada tới vì thấy cậu đi mất nên cô đuổi theo yamada hỏi han có chuyện gì cậu thấy không ổn à Trước phản ứng hời hợt của Ichikawa cô đành xin lỗi, cô lại tâm sự về chuyện trước đây mỗi lần cố gắng học cái gì cũng không thành công. Công việc này cũng giống vậy vì có rất nhiều cô gái dễ thương và xinh đẹp lại diễn xuất tốt hơn mình. Yamada bị mắng mỗi ngày và áp lực đến nỗi không muốn tiếp tục, nhưng nhờ có Ichikawa mà cô đã nhận ra mình rất hạnh phúc với công việc diễn xuất. Thấy cô ấy hạnh phúc rõ ràng cậu cũng phải hạnh phúc theo, nhưng cớ làm sao lại cứ nhói trong tim nghĩ đến việc nếu Yamada không quay lại làm việc ngay dẫn đến bị sa thải rồi trở thành một học sinh sơ trung bình thường thì điều đó khiến cậu còn thích cô hơn nhiều. Thế nhưng Ichikawa đã không làm như thế mà thay vào đó cậu kéo Yamada chạy về chỗ làm việc. Giật mình nhận ra mình đang nắm tay bạn cậu vội buông ngay lập tức để không bị hiểu lầm. Tuy vậy Yamada còn chụp lấy tay cậu càng nắm chặt hơn cơ khiến anh chàng kia khá là thắc mắc có vẻ hai đứa không chỉ đơn thuần là bạn bè nhỉ? Ichikawa sợ ánh mắt giò xét của anh ta vô cùng thì ra anh ấy là quản lý của cô và khen mắt cậu thật đẹp cuối cùng ichikawa được mời xuống ăn bánh luôn mà mấy chị diễn viên kia có vẻ khoái hỏi han khi thấy một cậu nhóc cấp hai lắm sau đó một cô gái nổi tiếng khác cũng tới nhưng cậu lại không biết về chị ấy chỉ có ấn tượng đó là một vẻ đẹp lạnh lùng lai tây mà thế éo nào tính cách trái ngược hẳn nói thẳng ra là chẳng khác gì meko hay chihiro thậm chí còn hỏi một đàn em cậu nhóc kia là con trai em hả mới cay chứ thấy chị ấy tạo dáng rất tự nhiên khi ở cùng với Yamada làm Ichikawa càng nhận ra thêm sự tự ti của mình. Và anh chàng quản lý cũng nhận xét ngay em đang tự ti về bản thân ở mức độ nặng. Anh đã ở bên con bé suốt 4 năm và tất nhiên một đứa trung thực như nó hẳn sẽ kể chuyện về cậu cho anh nghe rồi. Đối với Yamada, cậu là người mà con bé luôn ưu tiên. Tuy nhiên nếu mối quan hệ với cậu mà gây cản trở tới công việc này thì hẳn cậu cũng hiểu ý tôi nhỉ. Khoan có gì đó sai sai thánh phải giải thích bọn em có hẹn hò với nhau đâu. Ông anh bắt đầu hơi quê quê rồi đấy, thế nhưng Ichikawa khẳng định một cách thẳng thắn rằng em thật sự rất quý trọng cô ấy. Cho đến chiều tối hai người cùng lên tàu về với nhau nam chính cảm thấy khá nhói sau ngày hôm nay. Yamada thì muốn hỏi gì đó nhưng lại ngại cứ ấp úng mãi, cậu liền đem ra chiếc điện thoại có chụp cô một tấm trong thầm lặng sáng nay. Nghe được Ichikawa khen mình đẹp lắm khiến Yamada vui cực kỳ có vẻ đó chính là điều cô định hỏi. Thánh thì mới ngớ người nhận ra mình vừa thốt ra cái gì đó giờ mới xấu hổ muốn chết. Tập 6 hôm nay thầy giáo đang hỏi Ichikawa về việc lên đọc bài phát biểu chia tay với tư cách là đại diện học sinh trong buổi lễ tốt nghiệp thánh từ chối trong một nốt nhạc vì nghĩ những bạn gương mẫu như hara hay ishimuro sẽ hợp hơn mình đúng lúc michael tới nói cậu làm hợp mà chẳng phải Ichikawa xếp thứ hai trong kỳ thi cuối năm sao mà thôi dù sao thầy cũng không ép buộc chỉ là mai đã đến buổi tổng duyệt rồi nên đang gặp khó khăn thôi con bé nữ chính thì nhìn thầy một lượt xong lại quay ra nhìn Ichikawa cười cười Thế là hết cách cậu buộc phải đồng ý tạm thời cho đến khi có người khác thay thế. Đúng là dù có cứng đến đâu vẫn phải thua sự sim gái mà, và rồi ngày hôm sau đã đến lúc bấy giờ Thánh mới nhận ra thôi toàn miệng rồi. Đứng trước vô cùng đông đảo học sinh Ichikawa đọc lý nhí chẳng ai nghe thấy chữ gì làm mấy cô bạn rất lo. Kết thúc buổi lễ bị thầy giáo nhận xét em đọc hơi nhỏ mà cậu còn lấy cớ gặp trục trặc với âm thanh, đang buồn thiêu đi về thì hú hồn Yamada sổ ra khen làm tốt lắm rồi cứ thế cô kéo cậu vào nhà kho dụng cụ để dạy luyện thanh luôn vì từng được học về thanh nhạc. Cơ mà tay cô bạn cứ xoa xoa chỗ nào lạ lắm Ichikawa phải kéo lên đặt đúng vào bụng, làm nhỏ xấu hổ vội rụt lại luôn đúng là ngây thơ vô số tội mà. Sau khi luyện đọc thêm một lần nữa Yamada vỗ tay khen hay quá đúng là người xếp thứ hai lớp có khác, lúc bấy giờ cô mới ngập ngừng hỏi sao cậu không kể chuyện mình đứng tốt của lớp cho mọi người biết. Bởi nếu không có may cô kể thì mình chẳng biết luôn rồi, nếu là Yamada chắc chắn cô đã đi khoe cho cả họ. Ichikawa trả lời bằng một câu rất trưởng thành làm nhỏ bạn nể thực sự, Yamada nhắc lại về việc hôm trước cậu đến xem mình làm việc đã cố gắng đến thế nào. Vì vậy cô cũng muốn được thấy một Ichikawa như thế, lại một câu nói làm con tim anh nhà rung động nữa nhưng đúng lúc đó có tiếng người ngoài cửa. Thì ra đàn anh nổi tiếng kia đang tiếp tục được tỏ tình, nhưng rất tiếc anh ta phải từ chối bởi đã có người mình thích rồi. Và cô gái đối diện cũng như rất nhiều cô gái khác chẳng lạ gì mà thừa biết đó là đàn em Yamada, nhưng thật lòng vẫn muốn hẹn hò với anh. Ichikawa không dám nhìn mặt Yamada bây giờ chút nào bởi cậu biết cô ấy nghiêm túc với chuyện này ra sao, vì vậy đã khẳng khái đứng vững dậy khẳng định tớ sẽ là người lên đọc bài phát biểu chia tay. Thậm chí về nhà còn kêu mẹ làm khán giả cho con luyện nói xong thì lại khó xử vô cùng, cậu không nhớ từ khi nào mình lại sợ ánh nhìn của người khác nữa. Nhớ lại hồi bé cái lần giành giải nhất cuộc thi vẽ tranh an toàn giao thông, đứng trước biết bao cái vỗ tay của các bạn Ichikawa rất tự tin khoe bài của mình lên. Vậy mà giờ đây khác một trời một vực thậm chí chị gái còn tạo điều kiện đến nỗi chuẩn bị cả máy tạo độ ẩm và thuốc giảm đau cổ họng, rồi cứ thế bôi lên ngực thằng em luôn. Ngay sau đó chứng kiến cảnh Ichikawa xin mẹ tận 5.000 yên để đi cắt tóc bà chị rất sốc em định đến 30 sai à. Quả nhiên cậu đặt lịch cắt tóc tại một quán rất xịn sò, xong thì viết ra giấy sơ đồ tư duy để có thể mô tả với người cắt tóc về kiểu đầu lý tưởng mình mong muốn. Nhưng tất nhiên chị gái đâu thể bỏ mặc cậu em yêu quý được nên cùng đến tiệm cắt tóc với em để giúp đỡ những lúc khó khăn. Ichikawa chỉ ngồi im từ đầu đến cuối không nói một lời gì cho đến khi buổi cắt tóc được hoàn thành tiệm xịn có khác nhìn oách xà lách và rồi cho đến cái ngày cậu phát biểu trôi chảy được bài đọc đó đã khiến bà chị bro còn cảm động đến gớt nước mắt hôm sau đã là ngày lễ tốt nghiệp lúc bấy giờ nhìn vào gương cậu mới thấy sao trông xẹp lép khác hôm qua giữ đúng là tóc chỉ đẹp khi còn ở tiệm Yamada đến thì hết sức nghi hoặc hình ảnh này ngay sau đó michael cũng tới khen giống công tử giữ Cậu giải thích vì đây là lần đầu mình đến tiệm cắt tóc với một sự xấu hổ cực độ. Serena biết ngay vấn đề nằm ở sát vuốt tóc nên đi mượn từ Adachi. Nhưng mượn với thái độ ăn cướp của người ta không bằng có vẻ ghét thanh niên dữ lắm. Michael nói luôn ước mơ của Serena là trở thành người thợ tạo mẫu tóc làm nhỏ xấu hổ. Thế là con bé biến tấu kiểu tóc của anh nhà thành dân giang hồ luôn với tiền đề không để cho ai bắt nạt. Yamada đã khó chịu liền đứng ra với tư cách cũng là một người mẫu để trả lại kiểu tóc cho cậu. Tại sao cái cảm giác được cô bạn mình thích sờ vào đầu lại khác với cô bạn kia đến thế? Đây là cảnh tượng mà Ichikawa chưa bao giờ dám tưởng tượng vào nửa năm trước. Chihiro thì từ đầu đến cuối chỉ ngồi im thiên thít nhìn về phía xa xăm. Bởi có vẻ như cô là người duy nhất nhớ đến việc năm sau chúng ta sẽ phải chuyển lớp. Ngay khi nghe được câu nói đó Ichikawa sững sờ lắm. Đến khi mọi người đã ra ngoài hết Yamada mới khẽ ôm cậu sát gần vào người mình. Buồn bã nói có lẽ chúng ta sẽ phải học khác lớp. Nhưng Ichikawa động viên không sao đâu ít nhất hãy đặt niềm tin, như vậy mà cô cũng đỡ buồn hơn. Cuối cùng Yamada sửa lại cho thánh quả đầu Ishi thường ngày luôn. Tôi để ý thấy từ lúc Serena mới định tạo kiểu thôi là Yamada đã có vẻ không thích rồi. Cộng thêm bố nhỏ ở nhà cũng để kiểu tóc giống hệt luôn nên lẽ nào. Ichikawa bắt đầu đem tờ kịch bản ra chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới. Nhưng đến khi nhận ra thì đã quá muộn cậu mang nhầm mẹ cái tờ sơ đồ để nói chuyện với thợ cắt tóc rồi ngay lập tức gọi điện cầu cứu chị gái ở nhà thì cô cũng vội vội vàng vàng đi kiếm giúp thằng em mà còn phải hỏi lại cho chắc em không để quên sách chuyện hiền tài gì trên bàn đâu nhỉ? Tuy nhiên tình hình thực sự quá gấp rút còn có mấy phút nữa khiến cậu bắt đầu lăn tăn đến việc xin lỗi giáo viên và từ chối. Cơ mà nhớ lại mình đã quyết tâm muốn chứng tỏ với cô ấy đến thế nào nên Ichikawa tỏ ra không có chuyện gì hết. Nào ngờ Yamada khẽ tiến lại gần bên má mà nhỏ nhẹ nói không sao đâu, cô còn đưa cho cậu chú chó lá bùa may mắn của mình chị gái Ichikawa đang hết tốc lực phóng đến trường đưa cho em nhưng lại chẳng nhớ trường em ở đâu tình cơ gặp đúng anh chàng nhân viên nghiêm túc mới làm cùng tiệm bánh với mình may thay đó là trường cấp hai cũ của anh nên sẽ dẫn đường cho Ichikawa đang hoang mang tột độ khi tiết mục của mình sắp gì tới đích rồi không còn cách nào khác cậu buộc phải lên nói với thầy sự thật vì đây vốn là buổi lễ trang trọng đâu thể nào phát biểu linh tinh được nhưng chưa kịp nói thì thầy đã cảm động rơi cả nước mắt vì em đã có ý chí nhận lên đọc bài phát biểu dù có được thầy cổ vũ đến thế thì cũng quá khó đối với một người hướng nội như cậu, nhưng lại đúng giây phút đó nhân cách kia của Ichikawa cất lên giọng nói, hỏi rằng cậu nghĩ Yamada và thầy sẽ ủng hộ một kẻ hướng nội vô dụng sao? Bản thân ngày xưa mới chính là con người thật của cậu, cũng chính cậu là người đã tìm ra chiếc móc khóa cho cô ấy, vậy ai mới là người tin tưởng vào bản thân cậu nhất? Là thầy giáo, là chị gái hay Yamada, tất cả đều không phải mà đó là chính bản thân cậu cơ. Người thích cậu nhất không phải họ mà là chính bản thân Ichikawa kìa. Thế là nam chính của chúng ta đã dám đứng thẳng tắp trước toàn trường còn đông hơn hẳn buổi tổng duyệt, không cần phải đọc trong tờ giấy Ichikawa tự nhớ những gì mình đã luyện tập được đến đâu hay đến đấy. Với giọng nói rất to rõ ràng truyền tải những nội dung trong tờ phát biểu, chị gái đã tới nơi mà thấy em trai như vậy cô mải nhìn đến độ quên luôn cả vào đưa giấy cho em. Nam chính đã cạn kiệt những gì mình nhớ được trong đầu, nhưng chợt thấy ánh mắt Yamada đang đặt kỳ vọng vào mình. Trong đầu cậu lại tự tuôn ra cả một bài văn thấm đượm cảm xúc làm thầy giáo xúc động khóc không ra hơi. Hình ảnh một Ichikawa cố gắng rất nhiều đã trở thành cảnh tượng thật tuyệt đẹp trong mắt Yamada. Thành quả cho sự cố gắng của cậu đó là nhận được vô số tràng pháo tay tích cực từ những người ngồi bên dưới. Kết thúc bài phát biểu cuối cùng Ichikawa cũng đã có thể làm một chuyện ngầu lòi mà mình luôn mong muốn, đó là thầm chê bọn ngốc trước mặt trong thật sống rác rưởi. Có vẻ đã hồi hộp đến nỗi ngất xỉu phải vào phòng y tế, Yamada đến thăm thì trùng hợp thế nào ông anh kia cũng đến theo. Khen học sinh đại diện một câu cho có lệ rồi gọi cô bé ra nói chuyện một chút, Ichikawa ném trả lại cái móc và nói mình sẽ ngủ một lát với hàm ý bạn cứ ra nói chuyện với Senpai đi. Vậy thì hai người họ cũng ngồi ngay trong phòng luôn. Thánh của chúng ta đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ xiên nếu anh ta dám làm trò gì đó đổi bại. Yamada thắc mắc năm nay tốt nghiệp rồi vậy lên cấp 3 anh có chơi đá bóng không? Vì cô để ý thấy chiều tối hôm nào Senpai cũng đứng xem câu lạc bộ bóng đá chơi hết. Câu nói đó khiến anh ta đỏ bừng mặt khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Không ngờ cô bé lại để ý đến mình như vậy. Trong khi đó, một trong số các cô bạn thích anh ấy đang đứng trước cửa nghe ngóng, Senpai kể chuyện mình từng vào câu lạc bộ bóng đá hồi tiểu học. Nhưng cuối cùng chỉ chọn chơi cho vui chứ không hướng đến chuyên nghiệp, thế nên anh rất ngưỡng mộ Yamada dám nghĩ đến chuyện đi đóng phim trái ngược hẳn anh. Anh thích được nhìn em những khi cố gắng và luôn tôn trọng em, sau khi tĩnh lặng một vài giây đã chịu nói ra câu anh thích em. Vì thế chiếc cúc áo thứ hai của mình Senpai muốn cô bé nhận nó như món quà chia tay khi tốt nghiệp. Nào ngờ Yamada còn vui sướng nói em cũng hiểu cảm giác đó đó là cảm giác được nhìn một người quan trọng cố gắng khiến mình càng thêm tôn trọng người ấy hơn và cô cũng nói thẳng ra tên của người ấy là Ichikawa cho nên tóm lại là em thích người ta mất rồi vì vậy rất xin lỗi senpai bàn tay em đang được lấp đầy bởi món kho báu quý giá của người ấy rồi nên không thể nhận thêm quà từ anh được nữa cảm giác của cô vừa nói giống hệt với thứ mà cậu cũng từng cảm nhận được trước đây khóc khi nghĩ về người mình yêu và sợ một ngày nào đó người ấy sẽ ghét mình cuối cùng Ichikawa cũng đã dám tự tin mà nghĩ yamada thích mình sau khi nói hết những điều cần thiết ông anh kia rời đi trước khi đi còn cố tình nói ra một câu để khiến cô bé ghét mình hơn làm người bạn đứng nghe lén ở ngoài rất khó hiểu thậm chí anh còn không kể ra việc mình bỏ chơi bóng đá là vì bị chấn thương nhưng xin lỗi anh đây không muốn có một mối tình nảy sinh từ việc được thương hại và rõ ràng senpai đã để không gian riêng tư cho hai đứa rồi vậy mà ichikawa còn bước ra như thật ngay sau đó yamada cũng bước ra luôn nhìn thấy cậu bạn không hề nằm ngủ khiến gương mặt cô đỏ chót chưa từng thấy rồi hai người quay sang hai bên tránh mặt nhau thật nhanh. Tập 7 Đang yên đang lành tự nhiên thấy chị gái mở video quay cảnh mình nói chuyện trước toàn trường cho cả nhà xem. Ichikawa xấu hổ muốn chết đi được nhưng không may cô đã đăng nó lên mạng vì tin rằng em sẽ có nhiều fan thôi. Rồi một ngày có fan đến tỏ tình liệu em có đáp rằng xin lỗi tôi đã có người mình thích rồi không, xong thì vào vai luôn giả vờ mình là một cô gái đang tỏ tình với cậu. Thằng em trai ngượng lắm mà không làm gì được. Hôm sau tới lớp dòng suy nghĩ về việc Yamada thích mình lại ùa tới trong đầu cậu. Bất giác ánh mắt va phải nhau hai người đều bối rối vội quay đi. Tình cảm của cô ấy dành cho cậu mãi mới có thể đạt con số 100 được nên phải tuyệt đối cẩn thận không được để nó về mò. Yamada đang định lấy can đảm bắt chuyện thì đột nhiên Chihiro gọi lại rủ đi karaoke với câu lạc bộ bóng rổ của mình. Nhỏ vui vẻ đồng ý ngay, Ichikawa đã nghe thấy chuyện đó định bụng chẳng quan tâm lắm. Nhưng khi Tan học phát hiện ra câu lạc bộ rất đông thành viên và đặc biệt còn có vài thằng con trai cơ, Thành bắt đầu đứng tim và suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc ma xui quỷ khiến thế nào Ichikawa bám theo họ tới thẳng karaoke luôn, cậu ngồi một mình ở phòng bên cạnh cố gắng nghe lén. Mục đích của Yamada đến đây là để ăn nên bất cứ lúc nào có đứa đưa mic mời hát là mồm nhỏ đang ngập tràn đồ ăn rồi. Buổi tiệc hôm nay là để chúc mừng thành tích đáng nể của Chihiro, thế đếch nào bạn bè người ta đang nâng ly mà con mắm này vẫn ngồi ăn như thật ạ. À? Ichikawa nhòm từ ngoài cửa vào thì thấy cô ấy đang ngồi ngay gần phía mình nên trong lòng cứ đứng ngồi không yên. Mà đâu có ngờ vẫn còn vài đứa khác đi lấy đồ uống đã nhận ra cậu là người phát biểu. Chúng nó liền bu vào bú phêm vì ngưỡng mộ tài năng không cần chuẩn bị giấy cũng đọc được vanh vách, thế là dẫn vào phòng luôn khiến Yamada giật nảy mình. Đã bị nhóm bạn của cô ấy phát hiện ra thánh ba chân bốn cẳng chạy về phòng ngay lập tức. Giờ thì nhục nhã không để đâu cho hết vì mình chính thức là một thằng bám đuôi bệnh hoạn biến thái hen tai xúc vật nào ngờ yamada còn mở cửa tiến vào trong với nụ cười trên môi cô ngồi xuống cạnh bên mặc kệ mọi người bên phòng kia luôn lấy cớ do mình không phải thành viên câu lạc bộ bóng rổ nên không tham gia với họ nữa để được ngồi cạnh cậu thánh của chúng ta thì cứng họng không biết phải trả lời sau khi bị bạn hỏi mình đang làm gì ở đây luôn nào ngờ còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời cho hợp lý thì yamada đã tiến sát lại gần hỏi không lẽ cậu theo dõi tớ à ichikawa lúc này thật sự là vô phương cứu chữa trong đầu đang gào thét như điên đột nhiên cô nàng bối rối nhắc lại câu em lỡ thích người ta mất rồi và hỏi lúc đó cậu có nghe thấy không. Ichikawa sừng sốt không thể ngờ cô ấy lại hỏi điều đó ở đây. Yamada bắt đầu đưa tay lên che miệng mà thừa nhận khi mình nói ra câu đó thì trái tim đang đập loạn nhịp vô cùng. Cũng nhờ vậy mà cô nhận ra cảm xúc thật sự của mình. Đó là lý do mà sáng giờ toàn làm hành động kỳ lạ thế nên mong cậu đừng lo lắng mà phải đi theo mình đến tận đây. Không còn cách nào khác chàng trai buộc phải giải thích đúng sự thật về cái sở thích kỳ quặc của mình. Điều đã làm cậu lo lắng là ở đây có cả thành viên nam của câu lạc bộ thế nên mới đi theo cô. Rồi quay mặt sang bên kia lấy đầu gối làm điểm tựa cho sự run rẩy mà nói xin lỗi bạn. Chỉ cần nghe như thế Yamada cũng hiểu ý rồi cô khẽ vuốt ve ngón tay lên lưng cậu. Rồi trọt trọt chọc gẹo hoài mà hai đứa đâu biết cảnh tượng này đã bị rất nhiều đứa nhìn thấy. Và cái kết thánh của chúng ta bị lôi sang phòng bên kia hát karaoke nhưng vì quá xấu hổ nên cậu lý nha lý nhí rốt cuộc ngày hôm đó trở thành một ngày ám ảnh nhất đời cậu vì đứa nào trong phòng đó cũng toàn là người hướng ngoại chúng nó còn nhân tiện nâng ly vì bài phát biểu của cậu mặc dù méo quen biết chứ nhưng dẫu sao họ cũng đều rất tốt bụng đúng lúc hara ghé vào thư viện vì có điều mà đã từ rất lâu rồi cô muốn nói ra với cậu thế éo nào đánh hơi được mùi trà xanh còn nhanh hơn cả đồ ăn yamada đã có mặt nhưng hóa ra ý cô ấy là muốn rủ hai bạn cùng mình và kanzaki đi ăn buffet đồ ngọt cơ Mỗi tội nghe đến hình thức như một buổi hẹn hò đôi hai người cùng thấy khó xử. Thật ra Kanzaki là người muốn rủ Yamada đi cùng nhất nên Hara mới mời luôn hai người. Để xác nhận lại Yamada phải hỏi Hara và Kanzaki đã hẹn hò với nhau chưa thì mới biết hóa ra vẫn chưa. Thấy thánh Ichikawa dám phán ra câu hai người luôn ở cùng nhau mà chưa hẹn hò làm Hara sa mạc lời luôn. Cô phải thì thầm với cậu rằng ngày hẹn của chúng ta là 14 tháng 3 đấy, rồi luôn Ichikawa mặt lập tức biến dạng chợt nhớ hôm đó là Valentine trắng thì cũng đồng ý đi chung vậy là đã xác nhận được mình sẽ có một buổi hẹn hò đôi yamada thật sự rất mong chờ cuối cùng ngày đó đã đến một lần nữa cậu lại lỡ tới sớm nhưng tình cờ gặp ngay hara cùng chuyến cô thắc mắc cậu đi sớm để mua quà valentine à nhưng không hẳn bởi thật ra còn chưa biết mình cần làm gì cơ nhỏ còn lùa cho một tí mà thánh cũng lộ ra ngay đối tượng của mình là yamada rồi giờ thì hết chối thật ra ichikawa có tìm kiếm cả trên mạng rồi nhưng chẳng có lời khuyên nào hiệu quả cả hara cũng thấy vậy nên đề xuất hai đứa đi lựa đồ cùng nhau đã đến nơi cô gợi ý có thể tặng đồ ăn cho bạn ấy chẳng hạn tuy nhiên cậu thấy Yamada ăn nhiều lắm rồi. Nhắc lại về món mà cô ấy tặng cậu tuy đó là sô-cô-la tự làm nhưng mình tặng đồ tự làm thì cũng không hợp lý lắm. Thật sự Ichikawa đã nghĩ rất nhiều mà không ra thứ gì cả. Đúng lúc đó Hara bị cuốn hút bởi một cái mũ len và gợi ý tặng nó. Thánh vừa mở mồm ra khen dễ thương lắm thì đúng lúc Yamada tới ngay sau lưng, chưa dừng lại đằng sau cô ấy còn là Kanzaki nữa cơ thôi bỏ miệng rồi chúa phù hộ em yamada tươi tắn khen cô bạn dễ thương quá và cũng không quên liếc ánh mắt viên đạn về phía này hỏi phải vậy không anh bạn nhưng nào ngờ nhận ra cô ấy đang ghen thánh còn thấy sướng cơ suýt thì quên kanzaki đang đứng tụng kinh chủ ẻo mình hara chỉ còn cách chữa cháy bằng việc hỏi ichikawa yamada có dễ thương không cậu đành gật đầu suốt đường đi kanzaki vẫn cứ lẩm bẩm mãi bên tay không chừng bị cậu ta thủ đến giả mất trong lúc ngồi đợi hai bạn nữ lấy thức ăn kanzaki khen hara dễ thương quá bị ichikawa đồng tình thì thanh niên mắng cấm được nói như thế và cũng cấm được nhìn cô ấy luôn đúng là một sự hiểu lầm tai hại thấy hara lấy mỗi một cái bánh cậu ta phải khuyên bạn cứ ăn thoải mái đi mình không phiền đâu tuy nhiên cô nàng từ chối mà đúng lúc cái bụng đói réo lên rõ là to giờ thì quê không biết kiếm cái quần nào mà đội đây thì ra vì lần nào đi ăn hara cũng thế hết nên đó là lý do hôm nay kanzaki nhất định muốn rủ yamada đi cùng có một bạn nữ ăn nhiều đi theo biết đâu cô ấy sẽ đỡ ngại hơn rồi thanh niên quay ra khen Hara dễ thương nhất khi là chính mình, với thái độ như kiểu đã nói câu này rất nhiều lần rồi vậy, khiến nữ chính sốc cực mạnh. Thậm chí Hara còn xác nhận Kanzaki lần nào cũng cứ cách một phút lại khen mình câu đó hết, để thấy người ta chưa còn ông thì sao hả cái ông Ichikawa này. Kanzaki dơ khoai tây chiên lên tận miệng mời bạn ăn nhưng cô vẫn còn ngượng không dám. Anh nhà liền lên tiếng nhận xét cái lời khen một ai đó sẽ tuyệt nhất khi là chính mình không ổn lắm, vì nó giống như bản thân đang áp đặt điều đấy lên đối phương để rồi khi họ muốn thay đổi thì cứ bị dần vặt bởi lời áp đặt đó mãi. Kanzaki đã hiểu ra rồi nhưng quả thật đối với cậu kể cả Hara có tăng cân hay giảm cân, thì tình cảm cậu dành cho cô ấy vẫn sẽ mãi không đổi thay. Và cứ thế tặng quà Valentine trắng ngay trước mắt hai con người đang há hốc mùng kia, đó là một bộ thìa dĩa rất dễ thương. Nếu cậu ấy đã nói đến thế thì không còn cách nào khác Hara đành phải ăn tự nhiên thôi, thì ra hôm nay Kanzaki cũng đến từ sớm để lựa quà luôn và tuyệt nhiên chẳng nghĩ ra món gì may sao lại trùng hợp gặp yamada thế là được bạn ấy chọn giúp món quà đó giờ thì thánh của chúng ta đã hiểu cảm giác của cậu ta lúc nãy rồi mắng kanzaki đừng có bắt chuyện với cô ấy đừng có nhìn cô ấy và đừng có đi mua sắm với cô ấy kanzaki nghe một hồi éo hiểu gì không còn cách nào khác ichikawa phải khẳng định yamada là của tớ xem đến đây tôi cứ ngồi cười tủm tỉm một mình trong phòng anh em ạ à. thôi thì chỉ biết tặng một cái vương miện cho ngài ichikawa bắt đầu rối loạn ngôn ngữ khi nhận ra cô ấy đang đứng sau lưng Cô tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho câu nói vừa rồi, nhưng giờ thì Kanzaki chậm tiêu cũng đã hiểu cảm xúc nam chính dành cho Yamada là gì rồi. Ichikawa vẫn nghĩ cô ấy nằm ngoài tầm với của mình, nhưng Kanzaki thấy như vậy không đúng chút nào vì mọi người đều biết cậu là một người tốt bụng, lại còn khá nổi tiếng sau bài phát biểu nữa thế nên hai người thật sự là một cặp đẹp đôi. Còn về phía mình thì Kanzaki đã thổ lộ nhưng hình như nói không đúng lúc nên chẳng biết giờ làm sao cả. Trong lúc hai ông con trai đang thì thầm to nhỏ với nhau thì Yamada đã đi lạc mất rồi. Hara bèn lôi Kanzaki cùng mình tìm hướng này và dục Ichikawa mau tìm hướng đó đi, rồi luôn biết ngay hai nhỏ này đang bày trò gì mà. Yamada rất mạnh tay giật tay cậu lôi đi mặt thì cứ hầm hầm, hóa ra là thèm ăn kem, cô nhận xét mặc dù đi bốn người với nhau nhưng cuối cùng lại tách ra để được ở riêng mà giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời nhỏ giải thích ý là muốn giúp họ cơ lúc bấy giờ điều mà Ichikawa muốn đó là đi về nhà vì hôm nay đến đây là đủ rồi nghĩ về việc luôn tự so sánh bản thân với người khác rồi lại ghen tuông vào những việc không đâu cậu không muốn một bản thân như vậy chút nào nữa chuyến tàu đông đúc bắt đầu kẹt cứng với dòng người xô đẩy nhau yamada cố chen ra sau lưng để thì thầm vào tai cậu hỏi trong ba lô có thứ gì đáng giá lắm sao nắm chặt cái ba lô trong tay Ichikawa vẫn cố gắng kiềm chế khi nào xuống ga hãng nói Lát sau Hara và Kanzaki thông báo đang trong một tiệm cà phê Internet nghe tràn đầy sự trưởng thành, thế nhưng Yamada lại thích ngắm nhìn khung cảnh như thế này hơn. Sau khi có rất nhiều suy nghĩ về bản thân trong đầu, Ichikawa đã quyết định lôi trong ba lô ra một gói bánh khiến cô tròn xoe đôi mắt. Đừng quên cái hôm hội con gái làm sô cô la cậu cũng có mặt ở đó, thế nên đã học được cách và âm thầm làm nó một mình. Nhìn con giống hệt cái mà Yamada làm luôn, không nói nhiều nữa cô bóc ra ăn thùng thụp luôn mặc kệ cậu có nói đừng kỳ vọng cao quá về cái bánh này và vô tình Yamada nhặt được bên trong cái bánh có ẩn chứa một món quà, đó là phụ kiện thời trang vòng đeo tay. Thánh của chúng ta gión ra gión rén sách ba lô lên nhanh chóng sủi ngay cho đỡ xấu hổ, nhưng bị cô đuổi theo bắt lại. Đã tặng người ta rồi thì phải có trách nhiệm đeo cho người ta đi. Ichikawa cố kiềm chế sự run rẩy hồi hộp mà cài nó vào cổ tay cô bạn. Món trang sức có hình một chiếc xương nhỏ tượng trưng cho loài chó mà Yamada yêu thích thật sự ý nghĩa đối với cô. Lúc này cậu mới có thể nói ra điều mình luôn nghĩ bấy lâu đó là trông dễ thương nhất trần đời. Đến nỗi mà Yamada cảm động chảy nước mắt luôn rồi, trong đầu Ichikawa hiện lên vô số lời thúc giục hãy mau nói ra câu tớ thích cậu đi. Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ vươn tay ra lau nước mắt hộ cô bạn và như vậy cũng là một bước tiến quan trọng rồi. Tập 8 Adachi đã quyết định trong tim mình chỉ có mỗi Yamada thôi, thế nên món quà này cũng chỉ để đáp lễ mai cô cho cái sô cô la hình trái tim hôm trước. Thôi đi ông nội hộp quà trông được gói cẩn thận thế kia mà, kế hoạch của cậu ta là ném chiếc bánh quy mình mới mua vào tủ giày cô ấy. Rồi Ichikawa tình cờ đi ngang qua sẽ nói với cô ai là người bỏ vào, thằng cu này cũng láu cà phết. Nói rồi không kịp để cho anh nhà đồng ý Adachi tự động quẳng bột phát vào tủ, đến nỗi còn chẳng thèm đóng lại và cũng không để ý nó đã bị rơi xuống. Mà lại đúng lúc hai cô bạn tới Ichikawa phải vội nhặt nó lên đút vào tủ hộ, nhưng cậu lại nhét nhầm vào tủ Yamada mới cay đã thế còn bị chúng nó nhìn thấy và ngoe cô tay cầm gói quà đi luôn ichikawa cố với lại để giải thích nhưng lại thành ra lỡ nắm tay bạn ngay trước mặt yamada đúng lúc đó bà mẹ của adachi tới mắng thẳng con phải cảm ơn bạn đàng hoàng chứ vì mẹ đã cất công làm bánh quy cho con rồi mà khiến thanh niên phải đứng ra trước mặt ngoe cô khen soko la ngon lắm mình rất vui khi được bạn tự tay làm cho và ý của cậu là muốn cảm ơn cô bạn đã tặng soko la cho tất cả mọi người Xong việc người mẹ xoa đầu khen con trai giỏi lắm chỉ cần cố gắng là sẽ làm được thôi. Trong lúc Michael còn đang đứng khựng lại vì một điều gì đó thì Yamada lại nhận xét mẹ Adachi có mùi thơm quá. Còn lúc này Yamada mới mở bức thư kèm theo gói quà vừa rồi vì tưởng Ichikawa tặng mình, đập vào mắt nhỏ là dòng chữ kính gửi tình yêu. Cảm ơn vì món sô-cô-la rất ngon, hy vọng cậu vẫn sẽ luôn là người mà tớ yêu kèm theo ba dấu nụ hôn. Hôm nay đã là buổi học cuối cùng của năm lớp 8 rồi vì nghe nói nhà trường sẽ tách hết các nhóm chơi thân với nhau ra các lớp khác nhau nên chihiro đã nảy ra một ý đó là cố tình đánh nhau trước mặt thầy để thể hiện rằng chúng em cực kỳ ghét nhau thậm chí chỉ thẳng tay vào mặt nữ chính nữa làm nhỏ buồn thật luôn tóm lại nhỏ yêu cầu thầy đừng có xếp tụi em vào chung một lớp chín thì thầy cũng ok cũng đã là cuối năm rồi nên ichikawa được nhóm bộ ba tấu hề kia bu lại xin địa chỉ liên lạc còn yamada thì đứng nhìn cậu từ xa với nét mặt hạnh phúc Tan học cậu ra khỏi lớp cuối cùng đứng nhìn về phía bàn cô bạn mà mỉm cười. Đúng lúc nhận được tin nhắn rủ cùng nhau lén đi chơi bóng rổ mặc dù giáo viên không cho phép, cô yêu cầu người nào thua sẽ phải làm bất cứ điều gì mà người thắng muốn. Và trong lúc cậu còn chưa kịp định thần Yamada đã vồ đến cướp quả bóng luôn rồi ném một phát lên. Cũng may đã trượt khỏi rổ, cậu cũng nhanh chóng cởi áo khoác ra chiến luôn. Nhìn Yamada có vẻ quyết tâm cực kỳ nhưng đáng tiếc cô lại không giỏi ném bóng chút nào. Tiếp theo là lượt của cậu thì nhỏ khua tay múa chân tứ phía để phòng thủ nghĩ đến việc nếu ném chúng sẽ được làm một điều gì đó Ichikawa cũng khá hứng thú nhưng nào ngờ trong lúc bất cẩn giơ tay lên để chặn đối phương cậu đã không may chạm tay phải cái chỗ nào đó khiến cô bạn đỏ chót mặt còn Ichikawa thì phải vội xin lỗi ngay nhưng cậu cũng không bất cẩn làm mất quả bóng mà chạy vòng ra sau thật nhanh cố hết sức để ném vào bằng mọi giá vì điều mà Ichikawa muốn sau cú ném thành công này là tỏ tình với cô ấy quả bóng đã bay ra khỏi tay dưới cái nhìn chờ đợi trong hồi hộp của cả hai người chứng kiến quả bóng lăn tròn trên cái rổ rồi rơi ra ngoài ichikawa thật sự thất vọng vì mình không làm được rồi nhưng bất ngờ thay yamada từ đâu bay đến dùng lực đẩy quả bóng quay trở lại và đã trúng vào rổ xong thì nhỏ cũng đòi đó là pha ghi điểm của mình luôn mà thôi cờ rút đã nói thế thì thánh làm sao chối được nữa cứ cho là yamada thắng đi cô cũng nói luôn mình chỉ thích bóng rổ vì được ichikawa chơi cùng thôi xong thì bắt đầu nghĩ về việc nên chọn điều ước gì làm phần thưởng đây nói rồi nhỏ chuyển sang giọng điệu e thẹn mà xin phép liệu tớ gọi cậu là Kyo có được không? Tên của nam chính là Kyotaro Ichikawa nha anh em nên Yamada đang muốn gọi tắt tên bạn chứ không còn gọi họ nữa. Thánh hoảng hốt nhưng cũng đồng ý và ngay sau đó hai đứa bị giáo viên đuổi ra khỏi phòng. Tối đó Yamada thắc mắc tại sao cậu bỏ tớ lại phòng thể chất mà về trước vậy. Ichikawa đáp muốn học theo chiến lược của Chihiro, nói vậy thì cô hiểu ra ngay cậu đang muốn học chung lớp với mình năm sau thánh của chúng ta lập tức nằm ụp mặt xuống chăn nghĩ về việc sẽ được cô ấy gọi mình bằng cách gọi thân mật rồi chưa gì đã nghĩ đến cảnh bậy bạ rồi cu cậu này cũng đáo để phết lần này là một nhân cách khác của ichikawa hiện ra có thể nói đây là nhân cách tượng trưng cho con quỷ tà giam trong người cứ mỗi khi ichikawa bị kích thích thì nó sẽ tự động bự lên đúng lúc đó chị gái vào phòng làm cụt cả hứng lại teo tóp ngắn ngủn luôn chị chỉ muốn thông báo nhà ta sẽ mở tiệc vào sinh nhật tiếp theo của em thôi rồi thắc mắc không lẽ em có kế hoạch gì rồi sao cậu đáp yamada rất bận rộn công việc vào kỳ nghỉ xuân còn em thì đi học thêm ủa nãy giờ đã ai nhắc gì về yamada đâu mà bộ trưởng tự trả lời và thế là thấm thoát sinh nhật cậu đã đến yamada gửi ảnh đang xeo phì trước những cây hoa anh đào tuyệt đẹp ngoài đường có vẻ cũng ở khá gần nhau nên hai người hẹn ra gặp mặt tại trạm luôn cô luôn đi về nhà một mình thế này chỉ trừ những hôm nào về khuya quá mới phải có người đón mới nói chuyện với nhau được một câu cậu đã nhận ra ngay yamada lại gọi mình là Ichikawa rồi không lẽ do hôm đó mình về trước nên cô ấy tưởng mình ghét bị gọi thế sao? Nhưng chẳng lẽ giờ lại bảo bạn cứ gọi mình là Kyo đi thì có khác gì thằng tẩm lợm đâu. Cơ mà chợt có cảm giác cứ như đang bị theo dõi, cái người đi theo sau càng lúc càng tiếp cận với tốc độ nhanh hơn. Sự cảnh giác và run sợ của Ichikawa bắt đầu dâng trào cực độ, nhưng dù có sợ cậu vẫn chọn phương án lao ra bảo vệ Yamada dù có phải chết. Cô bạn đứng đằng sau thì sững sờ luôn, mà nào ngờ đó chỉ là bố của Thánh. Ichikawa thở phào xong mới dám đứng thẳng lưng lên thì lại vô tình đụng phải đôi gò bồng đảo của bạn có mỗi đi mua bánh sinh nhật cho con thôi mà cũng dọa tụi nhỏ sợ hết hồn nghe tin nay là sinh nhật Ichikawa yamada mới hoảng hồn tại sao cậu lại không nói gì cho tớ biết vậy thì với chút ngượng ngùng nam chính rủ bạn cùng qua nhà ăn bữa tối với gia đình mình bà chị gái thì ngơ cả người ra và lập tức hào hứng chạy đi thay đồ cho đúng với phong cách ăn mặc của thằng em Yamada gọi điện xin phép mẹ tối nay ăn cơm ở nhà bạn nhưng tất nhiên không dám nói là bạn nam. Ichikawa bị tra tấn bằng một cặp kính cực ngáo. Yamada định nói chúc mừng sinh nhật Kyo nhưng cuối cùng vẫn ngại mà chỉ lẩm bẩm trong miệng. Được chị chồng mời cứ ăn tự nhiên đi con bé đáp thật ra em là kiểu người ăn ít. Đấy nói dối trắng trợn thấy ghê không. Mẹ cậu cũng nhận xét Yamada gầy gò trông sót quá cô bé cứ như người mẫu ấy. Yamada cũng đáp đúng vậy luôn. Sau khi biết tin bà chị mới thất vọng tại sao mình lại ăn mặc như này, kể từ đó trong đầu bà cứ luẩn quẩn cái chữ người mẫu. Được cô bé rót bia cho cũng nói bia do người mẫu rót, Yamada cũng định rót cho bố chồng nhưng ông chỉ uống trà thôi. Và món quà sinh nhật mà chị gái tặng cho em trai là con mô hình nhân vật mặc đồ thỏ trong tựa game yêu thích của cậu. Pha này nhục nhã hết chỗ nói, bất ngờ người mẹ tắt điện rồi đem cái bánh sinh nhật ra miệng hát bài của Phan Đình Tùng. Sau đó Yamada lại bắt nhịp cho cả nhà cùng hát thêm bài Happy Birthday nữa. Cô còn canh ngay thời điểm cậu vừa thổi phùt ngọn nến đi là ghé sát tai khẽ nói chúc mừng sinh nhật Kio, đủ để kịp nói hết câu trước khi đèn điện được bật lên. Nhưng bị thở một câu nhỏ nhẹ như thế trong thời điểm xung quanh đang tối om nó dường như là quá sức chịu đựng của thánh rồi. Sau đó chị gái cố diện các bộ đồ khác để xin ý kiến người mẫu mà cô bé cái gì cũng khen dễ thương thôi. Cũng vì uống hơi nhiều bia quá mà bà chị bồi thêm câu trời đã muộn rồi em cứ ngủ qua đêm ở đây luôn đi, ngay cả mẹ cậu cũng đồng ý vậy cũng được luôn. Ichikawa thì sững sờ không nói nên lời và bất ngờ thay câu trả lời của yamada sau phút giây ngập ngừng lại là nếu không làm phiền thì cháu xin phép ạ à. mẹ cậu cũng gọi điện thẳng cho mẹ cô luôn để xin phép cho cháu nó ngủ lại ở đây giờ thì bị lộ cả việc ăn tối ở nhà Ichikawa cho mẹ biết rồi thánh của chúng ta đi đi lại lại đếm sơ cũng phải được cả chục vòng đủ để thấy hồi hộp đến cỡ nào thậm chí nghe mỗi câu yamada sẽ tắm ở đây thôi cũng suýt thì lên cơn đau tim Chị gái cậu còn chuẩn bị sẵn cho cô bé bộ đồ ngủ rồi và đặc biệt trong đó có một cái quần lót chị mới mặc một lần thôi. Giờ thì đã quá say bia rồi nên chị ta đi ngủ trước kệ thằng em tự xử lý chỗ quần áo. Hết cách cậu buộc phải đem vào nhà tắm giúp bạn làm Yamada giật nảy mình, dặn dò xong đang định đi ra thì đột nhiên cô hỏi cậu có thấy dây thun không. Vì hình như cô để quên ở bồn rửa mặt rồi, đã tìm thấy nó cậu vội đem ra đặt ngay trước cửa. Nhưng nào ngờ Yamada còn chậm rãi mở cửa phòng tắm ra với tay lấy luôn, Bàn tay hai người khẽ chạm vào nhau khiến bờ má của cả hai đều đỏ bừng lên, và dường như đôi bàn tay đều cố tình khựng lại đó một nhịp như thể muốn truyền hơi ấm cho nhau thêm chút nữa. Cuối cùng đến lượt đi tắm, Ichikawa chọn cách tắm bằng vòi mà không hề đụng vào một giọt nước trong bồn đã ngâm qua cơ thể cô ấy, đồng thời thi thoảng cậu còn phải quay sang nhìn cái quần lót của bà chị một phát để cố hứng làm dịu tinh thần không cho nhân cách kia phình to ra nữa. Buổi đêm tự nhủ mình chỉ xuống bếp để uống nước thôi mặc dù bình thường có thói quen này đâu thì tình cờ thấy yamada đang ngủ ở phòng khách nhưng vì quá đói mà không ngủ được tiếng bụng của cô ấy réo lên thật sự rất to ichikawa đem tới cho bạn một lon rượu ngọt vì cậu biết trong bữa tối yamada chỉ đụng vào đúng hai miếng thịt cô tranh thủ thời gian này ngồi học lại kịch bản cho buổi quay ngày kia rồi vỗ vỗ sang bên cạnh mình thì cậu cũng hiểu ý mà ngồi xuống yamada tâm sự bộ phim này có cảnh nổi loạn mà mình sẽ phải đối xử tệ với bố mẹ là khó diễn nhất cảnh đó khó bởi cô chưa bao giờ trải qua thời kỳ nổi loạn mà Nghe vậy cậu ghen tị ghê vì bản thân đã trải qua rồi. Ichikawa nổi loạn không hẳn do tức giận bố mẹ mà chỉ là không thể thành thật với bản thân thôi và cậu cũng lo âu về tất cả mọi thứ kể cả việc mình không phải một đứa con ngoan. Đang định khuyên bạn đừng tham khảo câu chuyện của mình thì đột ngột Yamada kéo đầu cậu lại nhẹ nhàng đặt tựa lên tim cô. Ichikawa cứng họng không cất lên nổi một lời, tim đập thình thịch rất nhanh nhưng cậu vẫn thấy dễ chịu vô cùng. Quả nhiên Yamada có một sức hút đến lạ kỳ sau đó cô cảm ơn cậu vì lời động viên và giờ chợt có hứng muốn diễn thử cảnh đó ghê cuối cùng đêm đó hai người đã thức cùng nhau để luyện tập diễn phim hơn một tiếng đồng hồ sau thì yamada mới lăn ra ngủ chỉ còn ichikawa ngồi lặng lẽ một mình cạnh bên cậu khẽ tiến lại gần cố nhẹ nhàng không đánh thức bạn rồi vươn đôi môi ra nhìn gương mặt và bờ môi cô ấy càng khiến ichikawa thêm dạo rực hơn và cuối cùng cũng chỉ đắp chăn cho bạn trước khi về phòng còn không quên chúc ngủ ngon nhưng cậu đâu biết Yamada chưa hề ngủ và giờ trong lòng cô đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lúc này Thánh mới sực nhận ra quần lót của chị gái vẫn còn nguyên trong phòng tắm. Trong khi quần áo của Yamada đều đã cho vào máy giặt hết rồi, như vậy mình vừa ngồi cạnh nói chuyện với một người không mặc gì bên trong. Tập 9 Mới sáng ra ngủ dậy đã được đứng đánh răng cạnh nhau như cặp đôi mới cưới rồi, Yamada còn trọt trọt vào cọng tóc bị dựng lên của Ichikawa. Sau khi đeo len và kẹp tóc vào xong cô xin phép có thể gọi cậu bằng đầy đủ tên được không? Thánh ngay lập tức phải ngồi phịch xuống ngay có lẽ vẫn là để che giấu thứ gì đó mới trỗi dậy. Sau đó cô chào tạm biệt để lên đường đi quay phim, còn cậu thì có buổi hẹn đi ăn uống ngắm hoa đào nở cùng mấy thằng bạn. Ichikawa đã từng nghe đến sự kiện này nhưng chưa bao giờ nghĩ mình lại được gọi đến cả. Trùng hợp thay nhóm ba cô gái cũng có mặt Adachi liền ra vẻ bọn tớ đang nói về nền kinh tế như những người đàn ông. Thôi đi có mà đang chém gió về chuyện tình yêu của một thần tượng áo tắm nổi tiếng trên mạng ấy. Vụ bê bối đó là cô ấy đã ngủ qua đêm với một diễn viên nam nhưng chỉ nói là bạn thân qua nhà chơi game thôi. Thánh của chúng ta nghe mà hoảng hồn vì sao giống đêm qua giữa mình và Yamada giữ, cả hai người cũng chưa hẹn hò với nhau giống hệt luôn. Mặc dù Yamada vẫn chưa nổi tiếng bằng cô thần tượng áo tắm đó, nhưng chợt nhớ lại câu nói của anh quản lý rằng đừng vì mối quan hệ của hai đứa mà làm ảnh hưởng đến công việc. Ichikawa bắt đầu lo lắng, thế éo nào nhỏ Chihiro dơ máy ảnh lên chụp cảnh cậu đang ngồi cạnh Meiko rồi gửi cho Yamada xem nhắc về việc cô ấy hôm nay không đi cùng bọn mình được vì có lịch đi quay phim mọi người lại nhận xét yamada càng ngày càng tuyệt chihiro có chút buồn nhưng cũng nói yamada vẫn là yamada thôi sẽ chẳng có gì thay đổi cả sau đó về nhà ichikawa lại côn video với cô bạn đúng lúc đó mẹ trở lại phòng yamada phải vội ụp màn hình điện thoại xuống ngay cơ mà sơ sẩy thế nào đánh rơi cả điện thoại xuống đất và thế là thánh của chúng ta vô tình chiêm ngưỡng rõ luôn bộ đùi của mẹ vợ sau khi vừa tắm xong Hôm sau hai mẹ con bắt đầu đến trường quay đó là một vùng rất đẹp, bà mẹ thì khen cảnh đẹp mà đứa con lại tưởng mẹ khen mình đẹp mới quê hết cả mặt. Ichikawa ở nhà không biết làm gì khác ngoài nhắn một câu cổ vũ cậu sẽ ổn thôi, nhờ vậy mà Yamada phấn chấn hẳn lên. Nhưng cậu thì đâu biết điều đó còn đang nghĩ chắc mẹ cô ấy đã ghét mình vì ai lại để con gái ngủ tại nhà rồi. Cơ mà chợt nhận ra điều gì đó Ichikawa lập tức lên Insta kiểm tra thử tài khoản của bạn thì quả nhiên Yamada mới đăng một tấm ảnh chụp tại nhà cậu. Kéo xuống phần bình luận bắt đầu có một người nhận ra bối cảnh đằng sau không phải nơi mà cô hay chụp ảnh. Lẽ nào là ở nhà bạn trai, chưa hết một tấm ảnh khác cũng đã có người bình luận nghi ngờ chiếc vòng tay là quà của ai. Rồi còn đêm Giáng sinh Yamada cũng buộc kiểu tóc cầu kỳ nữa nên bị đồn đoán là đi hẹn hò, thế mới thấy người nổi tiếng bị xăm soi đến mức nào. Ichikawa thử kiểm tra cái tài khoản chuyên gia soi mói cô ấy xem sao, thì rõ ràng ngay hắn là một tên cuồng thần tượng biến thái đến bệnh hoạn thậm chí còn ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của cô ấy mỗi ngày như một nguồn động lực sống Ichikawa bắt đầu cay cú con lợn này lắm rồi nếu bài đăng của hắn vẫn cứ tiếp tục được chia sẻ thì càng ngày càng có nhiều người hiểu nhầm mất không còn cách nào khác cậu phải vào bình luận khuyên nhủ hắn xóa bài đăng đi nhưng thậm chí thằng cha đó còn xóa bình luận của cậu và chặn cậu luôn phía bên này yamada vẫn đang diễn rất tốt với ông chú nam chính đóng vai người cha của cô nhưng có vẻ hơi cảm xúc thái quá yamada lỡ chảy nước mắt trong khi cảnh quay đó chưa cần khóc ông chú bạn diễn thấy vậy thì qua hỏi han làm quen và khen cô bé diễn nhập tâm lắm quả nhiên nhờ có chú diễn viên nổi tiếng ấy nói đỡ mà yamada đã được xem xét sau khi quay phim còn lý do trong khi diễn đột nhiên cô lại bật khóc là bởi dù chỉ một chút thôi dường như yamada đã cảm nhận được mình chạm đến trái tim ichikawa rồi vậy cái sự bực bội bản thân và sự lo lắng đã thực sự truyền tải được đến người đóng vai cha phía trước đó là lý do đêm đó cô rất vui khi đã được ở bên và nghe cậu tâm sự về thời kỳ nổi loạn nhưng lạ thay về nhà mẹ lại không trách móc cái vụ con nói dối vì ngày xưa mẹ cũng hay nói dối ông bà như vậy nghe được vậy Ichikawa mừng rỡ vậy là mình đã lo lắng thừa cho đêm hôm đó rồi ngày hôm sau yamada đăng ảnh chụp với chú diễn viên nổi tiếng kia lên mạng chị gái cậu thì xin phép được gửi ảnh mình chụp với cô bé cho đứa bạn xem nhưng thánh ngay lập tức phản đối thậm chí còn bắt ném điện thoại vào lò vi sóng ngay cơ mà ngay sau khi nhìn thấy tấm ảnh yamada mới đăng thì con lợn biến thái hôm qua lại tiếp tục đăng bài hắn đã nhận ra cô bé đang chụp ở quê mình Ichikawa chợt cảm thấy nhói trong lồng ngực, cậu tiếp tục lên phòng nói chuyện điện thoại với cô bạn. Yamada quay cho xem quang cảnh xung quanh là một hòn đảo nhưng đảo gì nhỏ cũng méo biết luôn, do mẹ đang có cuộc gọi từ công ty nên giờ cô ngồi ngắm cảnh một mình. Ichikawa rất muốn báo có một tên fan cuồng đang ở quanh khu vực đó nhưng lại rất khó để nói ra. Chỉ biết nhắc bạn cẩn thận và chú ý xung quanh, mà giật mình đúng vào thời điểm đó một bóng đen xuất hiện ngay sau lưng cô ấy. Có tiếng bục một cái khiến điện thoại văng khỏi tay rồi ngay lập tức ngắt kết nối. Cậu cố gắng gọi lại biết bao nhiêu cuộc nhưng Yamada hoàn toàn không bắt máy. Ngay sau đó trời còn mưa báo hiệu một ngày tồi tệ ập đến nữa, Ichikawa vẫn cố lạc quan tự nhủ bạn ấy sẽ ổn thôi. Thế nhưng suốt từ chiều hôm đó cho đến tối muộn cậu vẫn không tài nào hết lo lắng được, thậm chí còn hỏi mai cô có liên lạc được với Yamada không rồi lại nằm dài trên giường mà khóc. Nhân cách tà giam trông như bị vắt khô hiện ra dục cậu mau đi đi, như nhân cách ngôn tỉnh lại khuyên cứ bình tĩnh đã. Cuối cùng Ichikawa đã quyết định nghe theo nhân cách theo top mà đứng lên đi tìm dù cho sẽ bị cô ấy ghét. Bây giờ đang là 11 giờ đêm trời mưa rào lạnh cóng. Cậu ngồi sẵn trước cửa tòa trung cư chờ bố cô bạn về mà nói thật trùng hợp được gặp chú. Nhưng nào ngờ ông ấy thấy cậu đang lạnh ngắt còn nắm tay mời lên nhà chơi, pha cho Ichikawa một tách trà làm thánh phải thốt lên ngon muốn chết. Được khen như vậy nhìn mặt ông chú chợt vui vui trong cu te khác hẳn với vẻ ngoài đáng sợ chú chỉ lo lắng vì muộn như này thì cháu nên gọi bố mẹ qua đón thôi nhưng cách nói chuyện như thể đang mắng làm ichikawa sợ đúng lúc đó nhận được cuộc gọi từ vợ có nhắc gì đó đến con gái cậu thực sự rất lo lắng liệu đó có phải một tin xấu nhưng thật may không phải hóa ra chiều nay yamada chỉ bị đánh rơi điện thoại xuống nước thôi cô bé vừa gửi cho bố bức ảnh mình vẽ ra địa chỉ nhà của một ai đó và nhất định muốn nhờ bố đi theo địa chỉ này đến báo với người của nhà đó rằng mình bị rơi điện thoại nhưng cái nhà đó chính là nhà thánh của chúng ta chứ ai vào đây nữa, ông bố có vẻ ngạc nhiên bèn đưa máy cho cậu mượn nói chuyện. Đầu dây bên kia vừa nghe thấy tiếng Ichikawa phát là gào lên luôn, hóa ra suốt từ chiều đến giờ Yamada vẫn đang tìm cách liên lạc với cậu để báo lúc ấy do mẹ xuất hiện bất ngờ nên mình giật mình lỡ đánh rơi điện thoại xuống biển. Ichikawa chẳng dám giải thích lý do tại sao mình lại đang ở đây, chỉ khuyên bạn có thể sử dụng đám mây để khôi phục lại dữ liệu đã bị mất. Cô thì cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh sau những giây phút lo đến phát khóc, sau khi đã cúp máy một người nghiêm túc đứng đối diện bố của cô bạn. Một người thì đứng đối diện với mẹ mình, người con trai thừa nhận cháu đã thích cô ấy còn người con gái thừa nhận con thích cậu ấy rồi. Ichikawa khẳng định tình cảm này không phải nửa vời vì thế rất hối lỗi về buổi ngủ lại qua đêm hôm nọ. Thế éo nào ông già chỉ lặng lặng lấy ra tờ giấy viết mã kết bạn để hai chú cháu lại chơi game cùng nhau, nhưng như vậy cũng có thể coi là một sự đồng ý ngầm từ bố vợ rồi. Hôm sau cậu lại tiếp tục kiểm tra xem con lợn biến thái kia có đăng bài viết mới gì không vì Yamada cũng vừa về lại Tokyo. Thì đập vào mắt là tin mới đăng được hai giây trước rằng tôi đã tìm thấy cô rồi, ngay lập tức Ichikawa lao sồng sộc ra khỏi nhà. Chạy đến trạm tàu rồi đi thẳng tới tiệm ramen địa điểm ưa thích của tên biến thái đó, vừa mới thấy Yamada cậu đã lớn tiếng gọi tên bạn ngay. Nhưng đứng cạnh cô ấy lại là cô nàng người mẫu mà Yamada vốn luôn ngưỡng mộ. Dù thế nào thì cũng phải trông chừng cô bạn khỏi con lợn biến thái nên Ichikawa xin phép được vào ăn chung, cô cũng vui vẻ đồng ý. Còn người đi cùng hình như không thích lắm. Cơ mà đến khi tiến vào trong cô người mẫu kia còn nói rõ ra vị trí của cái ghế ngồi quen thuộc Yamada. Cảm thấy nghi nghi Ichikawa thử lên tiếng gọi con lợn biến thái. Quả nhiên à Ta Jun lập cập, vậy là đúng miệng rồi cái tài khoản đó hóa ra chính là cô người mẫu này. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra đây là kiểu tiệm ramen mà nếu ăn chậm sẽ bị coi là kẻ phá đám. Đã thế ông chủ luôn làm cho khách một tô rất to nữa thì quá là không phù hợp với cậu. Yamada ngược lại vừa hút có mấy phút đã hết veo tô mì luôn rồi. Hại thánh phải cố nhồi nhét vào mồm ăn cho thật nhanh, nhân tiện còn quay sang ra hiệu cho cô người mẫu kia biết mình chính là cái tài khoản đã bị chị chặn đây. Tuy nhiên chị ấy có nhớ tên tài khoản cậu méo đâu làm quê muốn đội quần, Ichikawa chỉ biết nói hai ta đều là fan hâm mộ Yamada. Quả nhiên chị ta tuôn ra một bài văn ca ngợi em ấy luôn đúng chuẩn fan cuồng, vậy là cuối cùng cậu đã ăn xong trước giành chiến thắng trước chị người mẫu yamada đứng bên ngoài đợi mãi mới thấy ichikawa ăn xong hôm nay cô có đi giày cao gót nên trông còn cao hơn nhiều nữa còn thánh thì cuống cuồng đến nỗi đi trái cả giày giờ mới thấy quê như lần đầu được thấy cái dáng vẻ đáng yêu đó của yamada khi nói chuyện với bạn khiến chị gái kia muốn chụp ảnh lắm lúc bấy giờ cô bé mới dám nói thật ra em đã thần tượng chị từ rất lâu rồi và có vẻ nhỏ không nhận ra chị ta cũng mê mình đến nỗi nào đâu trước khi cô người mẫu ấy đi về trước Ichikawa còn không quên đe dọa từ giờ đừng bao giờ đăng những bài như thế lên mạng nữa thế là mấy phút sau cậu được gỡ chặn luôn và chị ta còn trao đổi địa chỉ liên lạc với nhau trên đường về cùng nhau lần này yamada chẳng ngại ngần chút nào mà tựa đầu vào vai cậu bạn cô muốn xin lỗi về vụ mất điện thoại hôm qua nhân đây cậu cũng có lời khuyên bạn hãy cẩn thận trước những kẻ biến thái có ý đồ xấu xa với người nổi tiếng đặc biệt là những tấm ảnh đăng lên mạng xã hội hình như nhận ra phía trước đang có rất nhiều người dùng điện thoại vì sợ vô tình để lọt vào ảnh của họ mà Ichikawa tự giác đứng dậy che chắn cho cô bạn, Yamada cũng không muốn khiến cậu phải lo lắng nữa nên cô hứa mình sẽ trưởng thành hơn. Chẳng hiểu sao nhân cách kia của thánh tự nhiên lại hết theo tóp rồi. Tập 10 Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới Ichikawa đang hóng chờ năm ba này mình sẽ được xếp lớp thế nào. Vừa đến nơi đã thấy Mai cô vẫy tay chào vì hai đứa lại học chung với nhau rồi, nhưng đó không phải điều thánh đang quan tâm mà cậu lập tức đánh mắt đi tìm cái tên Yamada trên bảng thông báo. Nào ngờ đúng lúc nhận được tin nhắn của cô ấy nói rằng đã vào lớp mới rồi, Yamada chỉ xem mỗi tên cô thôi. Nếu vậy Ichikawa cũng quyết định làm theo không tìm tên cô bạn nữa mà cậu sẽ đặt cược vào sự may mắn, mang tiếng tự nhủ rằng không được học chung lớp cũng chẳng sao. Thế mà thanh niên toát hết mồ hôi hột khi đứng trước cánh cửa lớp mới và đến khi cửa lớp đã được mở ra, một lần nữa cậu lại được học chung với cô bạn cỡ bự của mình. Mới thấy Ichikawa Yamada cũng vui lắm cuống quýt cả lên chạy ra nắm tay Thánh ngay trước mắt bao nhiêu người. Ichikawa thầm nghĩ trong đầu rằng hãy giữ khoảng cách đi, lúc bấy giờ cô bạn mới ngó nghiêng quanh lớp thấy biết bao ánh mắt lạ hoắc đang nhìn thì giật mình vội buông ra, rồi giả vờ ô nhầm người mất rồi như thật, cười ỉa với cặp đôi này. Đối với nam chính nhiệm vụ quan trọng của năm học này là phải giữ khoảng cách với cô ấy trước mặt toàn các bạn mới. Mai cô thậm chí còn cố tình nói lớn rằng Yamada cứ luôn thân mật quá mức với mọi người kể cả con trai thôi, nhằm cứu cô bạn vụ vừa rồi. Nói rồi dẫn nhỏ đi chạm vào một cậu con trai khác luôn để không ai nghi ngờ. Nhưng Ichikawa lập tức lại gần ngăn cản xong còn lườm một ánh mắt tóe lửa vào Meiko. Serena bước tới cửa lớp rồi đột ngột ngoảnh mặt rời đi với nét mặt buồn bã như thể chuẩn bị nói ra điều gì. Thật ra tớ cũng chung lớp với cậu luôn đó, bất ngờ chưa ha ha ha, nữ chính đáp vì tên hai đứa mình ngay cạnh nhau trên bảng thông báo nên tớ biết rồi mà. Làm con bạn quê méo biết giúp mặt đi đâu luôn, giật mình nhận ra Chihiro đang ngồi u tối mặt mày một xó từ bao giờ không hay. Hóa ra dù đã tìm khắp mọi danh sách cũng tuyệt đối chẳng thấy tên mình ở đâu cả. Xong là Sekine với Maiko chọc gẹo thôi không chơi với cái đứa chuyển trường nữa làm nhỏ buồn thiêu luôn. Liên đến phòng giáo viên hỏi thì thật may quá cô nàng cũng được chung lớp với mọi người. Nhưng con bé còn gào ầm cả lên ăn vạ thầy cố tình tháo tên em khỏi bảng để chôn Nhật Bản chứ gì. Thánh của chúng ta bất thình lình có mặt ngay trước cửa phòng làm ông thầy tưởng em có chuyện gì muốn hỏi. Chẳng lẽ lại nói ra vì đang sợ phải thấy Yamada lo lắng quá nên cậu đáp không có gì. Trở về lớp đám con gái lập tức tìm từng người bạn vẫn học cùng từ lớp cũ mà ăn mừng với nhau. Yamada thì nhìn nhau chằm chằm với cô bạn tóc vàng này rồi chỉ gật gật đầu mấy cái, sau đó rón rén tiến lại gần Ichikawa thảy lên bàn cậu một bức thư. Rồi giả vờ chơi đùa cô bạn ngồi ngay bên cạnh để không bị ai nghi ngờ, nội dung lá thư là ở lại lúc cuối giờ nhé. Giáo viên chủ nhiệm của năm nay không còn là người thầy ấm áp ngày nào nữa mà đã đổi thành cô giáo năng động, giờ ra chơi Ichikawa gặp lại Adachi đang nằm dài trên cầu thang. Cậu ta hỏi lớp của nam chính ra sao có nhìn thấy Pansu của nhỏ nào hay đứa nào ngực to không, rồi ghen tị chết đi được bởi lớp của cậu vừa có Yamada lại còn Hanzawa và Kana, thanh niên này đầu óc lúc nào cũng nhắc tới mấy chuyện biến thái thôi. Tan học Ichikawa thật sự ngồi lại lớp mà đỏ mặt chờ đợi thì Yamada đã lon ton chạy tới, lý do cô hẹn ở lại cùng nhau là để tặng cậu gói quà vì nhớ cậu quá gỏi. Nam chính vui sướng ra mặt trước món quà sinh nhật từ Cờ rút, đang định đeo vào cổ nhưng không phải vòng mà đó là cái dây cải ví cơ vừa mới tự tay cúi xuống đeo cho bạn xong thì giật mình có mấy đứa quay lại lớp, hai thanh niên lôi nhau vào học bàn giáo viên mà trốn. Mắt chạm mắt môi kề môi đã ngượng muốn chết thì chớ, nhỏ đeo khẩu trang còn hỏi có phải Yamada với cái cậu Ichikawa lớp mình đang hẹn hò với nhau không? Bởi năm ngoái trong lớp cô có một cặp thích nhau. Thế là cô đã gọi cả lớp cùng chung tay bí mật tổ chức một chương trình đẩy hai người ấy vượt qua ngượng ngùng mà thổ lộ hết ra và trở thành cặp đôi. Mặc dù sau một thời gian họ cũng chia tay mịa rồi. Thế nên nếu Ichikawa và Yamada mà chưa hẹn hò thì mục tiêu tiếp theo của nhỏ chính là hai bạn ấy. Maiko đang tính từ chối nhưng sực nghĩ tới cảnh tượng Ichikawa sẽ xấu hổ đến mức nào, nhỏ khoái lắm hùa theo nhất định sẽ giúp đỡ hết mình luôn. Mải ngoái nhìn chúng nó đến tận khi rời đi Ichikawa mới nhận ra nãy giờ cô bạn đang nhìn mình chằm chằm, Yamada hỏi chúng ta có đang hẹn hò không. Nhưng lại xấu hổ giải thích chỉ nhắc lại lời bạn ấy thôi, Ichikawa đứng lên vô tình dẫm phải sợi xích cô bạn vừa tặng thành ra loạn trọng vừa hay mai cô trở lại lớp và cái kết, nhỏ thề sẽ không giúp hai cái đứa yêu nhau trong tối này giữ bí mật nữa. Tan học Ichikawa đi về cùng đám bạn cũ mà trong đây có mỗi Kanzaki học chung lớp mới với cậu thôi, cứ mỗi khi kết thúc một tiết thanh niên lại chạy qua lớp bên cạnh ngắm Hara một cái. Chỉ mới 45 phút không gặp nhau thôi mà nhìn cô ấy đã xinh hơn hẳn rồi. Ngược đời thay lần này méo phải thánh của chúng ta làm kẻ bám đuôi mà Yamada mới là người đang theo sau cậu. Kanzaki tỏ ra ghen tị với nam chính ghê khi lại được chung lớp với Yamada mà suýt thì để lộ cho thanh niên adachi đứng ngay cạnh biết được mất ichikawa dường như có một chút cảm giác có lỗi trong lòng nên đáp rằng cô ấy là người bạn thân nhất của mình thôi bởi thực lòng nam chính không muốn khiến adachi buồn chút nào có lẽ trong sâu thẳm cậu đã thật sự coi adachi là bạn tốt ngay khi tạm biệt đám bạn cũng là lúc yamada chạy tới để được đi cùng với nhau một đoạn nữa hôm sau là ngày kiểm tra sức khỏe chihiro cố kéo căng người hết sức ra cho nó đỡ thấp nhưng méo có tác dụng Yamada cũng bắt trước theo cố hóp bụng lại hết cỡ khi đứng lên bàn cân và tất nhiên chỉ là vô ích rồi. Trong lúc Ichikawa đang mất cảnh giác đã bị nhỏ bạn lén nhìn hết tờ kết quả khám sức khỏe của mình, nên cậu đòi bạn cũng phải cho mình xem bù đi. Nhưng trong cái rủi lại có cái xui cảnh tượng vừa rồi đã bị cô bạn đeo khẩu trang chứng kiến hết, vào thẳng vấn đề nhỏ hỏi có phải hai cậu đang. Nhau không, Nam Chính giải thích bọn mình chỉ nghe theo lời giáo viên khuyên rằng các em cần bắt chuyện để làm quen với các bạn mới thôi nhất định không thể để lộ chuyện tình cảm cho nhỏ này biết được. Do Kanna hồi trước chơi thân với mỗi mai cô trong nhóm nữ chính thôi nên đây là lần đầu được trò chuyện cùng Yamada. Và thay vì gọi cô bằng biệt danh như mọi người đều gọi thì Yamada lại muốn gọi bạn bằng hẳn tên chính là cơ Với lý do muốn gọi bạn khác với cách của mọi người, chưa gì đã thao túng được ngay cô bạn mới quen rồi. Hanzawa lập tức đến ngăn chặn việc Yamada chạm vào tóc cô bạn thân của mình lại, rồi khẳng định chủ quyền chỉ có mình mới được gọi bạn ấy là Kana thôi. Làm nữ chính vội vàng xin lỗi ngay, nếu thế cô đành gọi bạn là panda vậy, má con mắm này vô trí dữ. Xong thì quên luôn anh bên nhà ta để cu cậu phải cô đơn một mình, vào thư viện Ichikawa thử dướn người xem đã với được đến giá sách thứ mấy rồi. Giật mình Yamada xuất hiện ngay sau lưng cậu liền khoe mình đã cao hơn 6cm so với năm ngoái. Không hiểu sao cái mặt nhỏ sung sướng hẳn lên và khoe tớ cũng cao hơn tận 15cm so với hồi lớp năm rồi đó. Tự nhiên lúc này Yamada lại muốn lưu giữ chiều cao của hai đứa mình ghê. Kêu Ichikawa đứng dựa vào tường đi để vạch một đường đo nhưng cậu từ chối bởi không muốn phá hoại tài sản nhà trường. Vậy thì cô đã nghĩ ra một cách vừa không sợ làm bẩn tường vừa không sợ đứa nào xóa mất dấu. Đó là đánh dấu vào hẳn ngăn tủ sẽ được đóng sách bên ngoài che chắn hết. Tiếp theo đến lượt Ichikawa đo cho bạn thì cậu bắc ghế đứng lên để đánh dấu. Chợt thấy cô ấy có ghi chú cạnh về chiều cao của mình dòng chữ Kyo khiến cậu có chút bối rối khi nghĩ ra ý tưởng gì đó. Viết xong đang định ngăn bạn nhìn vào nhưng không kịp nữa rồi bởi dòng chữ mà Ichikawa viết đó là Anna, lần đầu tiên được cậu ấy viết hẳn mình bằng tên thay vì họ khiến cô nàng hạnh phúc lắm. Cứ vậy xoay mấy vòng như trong chóng rồi lập tức rúc mặt vào tấm rèm cửa sổ che giấu đi biểu cảm đỏ ửng lúc này. Nam chính nói tiếp trước đây cậu từng ghét việc phải trở thành người lớn, nhưng giờ thì khác rồi cậu muốn được tiến đến gần Yamada hơn đặc biệt về mặt thể xác. Trái tim Yamada chợt đập lệch một nhịp mà quay lại nói tớ không sao hết nên cậu cứ làm đi thánh của chúng ta chưa kịp hiểu gì cả đã bị cô bạn kéo lấy người để cùng nhau chui vào tấm rèm cửa chuẩn bị ôm nhau vâng hóa ra con bé hiểu lầm miệng rồi ý Ichikawa thể xác ở đây là về chiều cao cơ nhưng thánh của chúng ta đâu thể bỏ lỡ cơ hội trời ban này được cậu quyết định sẽ tỏ tình ngay tại đây cơ mà chưa kịp thốt ra được một chữ đã bị người khác phá đám đó chính là Hanzawa chẳng hiểu sao nhỏ vội quay ngoắt đi ngay giả bộ chỉ đang tìm đọc cuốn sách mặc dù vừa rồi cũng sốc lắm Yamada thì tiếc nuối lắm chứ nên vội kéo rèm vào hỏi Ichikawa vừa định nói gì với tớ vậy. Nhưng thế đếch nào con mắm kia tiến lại gần mở toang hoang cái rèm ra rồi giả bộ rời đi, coi như hai người không hề tồn tại trong mắt nhỏ vậy. Đi đứng mắt mũi cũng chẳng nhìn đường vấp hết cái này đến cái nọ như kiểu đang cố che giấu sự xấu hổ. Nhưng dù sao Ichikawa cũng không lo sợ lắm, do nhìn bạn ấy chẳng giống dạng người sẽ rêu rao bí mật của người khác chút nào cả. Hôm nay là ngày bốc thăm chỗ ngồi thánh của chúng ta sướng như lên tiên vì chúng ngay chỗ ngồi của các men Alimi. Hanzawa thì xin phép được đổi chỗ với Yamada với lý do thị lực của mình khá kém. Vâng và chỗ ngồi của nhỏ chính xác là ngay cạnh Ichikawa luôn. Lại còn quay xuống gật đầu lia lịa như kiểu tớ giúp vậy chuẩn chưa khiến thánh của chúng ta ngại dã man ấy. Sau khi Trấn An tinh thần mới quay ra giả bộ nói một câu như kiểu người xa lạ với cô bạn, cơ mà nghĩ theo chiều hướng khác thì câu nói đó méo khác gì lời của chàng nam chính ngôn tình. Trong tiết học được Yamada hỏi mượn vở Ichikawa cũng từ chối nhằm giữ khoảng cách làm cô buồn lắm. Nói là thế chứ người con gái trong mộng đã cất lời chẳng lẽ lại phũ phàng nên cậu đưa cho quyển vở kèm dòng chữ xin lỗi. Tan học hôm nay hai đứa cũng chẳng trò chuyện được với nhau do Yamada về sớm hơn, cơ mà giật mình nghĩ kỹ thì biết đâu càng tạo ra khoảng cách. Sẽ càng làm cô ấy xa lánh và cuối cùng ghét mình hơn, tình cơ thấy cuốn sách Yamada nhặt được của Hanzawa đánh rơi chưa kịp đem trả lại bạn. Trong đó có kẹp một tờ giấy giải thích với Hanzawa rằng, tớ rất gần gũi với Ichikawa nhưng bọn tớ không có hẹn hò. Có đôi lúc tớ hơi buồn vì cậu ấy là người dễ xấu hổ, Ichikawa hay suy nghĩ nhiều về người khác và sẽ cố tình lảng tránh nếu được một ai đó tiếp cận hệt như con mèo vậy, nhưng từng chút một chúng tớ đã xây dựng được mối quan hệ thật tốt đẹp và khoảng cách đã xích lại gần nhau hơn. Thế nên mong cậu đừng cố tìm cách giúp làm gì cả mà hãy để mọi thứ được tự nhiên. Càng đọc Ichikawa càng đỏ lựng mặt trước những lời chân thành và hiểu rõ mình đến vậy của cô bạn bàn bên, cậu quyết định không đọc nốt đoạn cuối nữa. Và thế là hôm sau Nam chính không giữ khoảng cách nữa thay vào đó đáp lại lời chào buổi sáng từ bạn. Giờ ra chơi vào thư viện thì tình cờ nghe được Hanzawa đang xin lỗi Yamada bởi mình đã nhúng tay vào, cũng tại cô rất muốn biết cảm giác của việc yêu ra sao thôi. Nghĩ lại thì chẳng lẽ cái cặp đôi năm ngoái chia tay nhau là tại bọn tớ đã tổ chức cái chương trình ghép đôi ấy ư? Thấy Ichikawa bước vào cô liền đứng dậy rời đi nhưng Yamada đuổi theo xin trao đổi địa chỉ lai like đã, rồi thì thầm tớ sẽ kể hết cho cậu biết câu chuyện của mình. Làm cô bạn thích ăn cơm chó giật mình xấu hổ bỏ chạy ngay. Tập 11. Chưa đầy 3 tuần nữa là đến lễ hội thể thao cuối cùng của những năm tháng cấp 2 rồi. Bà cô tăng động kể lể đủ thể loại chuyện với mục tiêu phải đứng trên đỉnh cao của những giáo viên khác, đối với Ichikawa thì nó không khác gì sự kiện vô nghĩa nhất trong năm. Đang nằm chán não nề đột nhiên thằng bạn người ngợm cực đô con lại gần rủ cậu hãy làm kỵ sĩ cho bọn này. Kỵ sĩ là người sẽ ngồi trên đỉnh trong trận chiến kỵ binh, còn lý do chọn chỉ đơn giản vì Ichikawa nhỏ xíu, Yamada ngay lập tức chen vào cãi lại nhỏ chỗ nào mà nhỏ. Rồi phòng mùng trận má lên lường chằm chặp, khiến cậu ta phải đổi ý mà xin lỗi vì cứ tưởng nam chính gan dạ lắm nên mới rủ. Nhỏ con cố vươn lên cãi tiếp một câu rằng gan dạ thì Ichikawa không có thiếu nhá sau đó nam chính tâm sự chuyện vừa rồi cho adachi nghe trong vkc nếu là adachi thì cậu sẽ nhận làm kỵ sĩ và ước gì trong đội toàn mấy đứa con gái mặc đồ bơi thay vì tranh giành băng đô chúng ta sẽ tranh giành bikini nhân tiện cậu ta cũng nhận ra ichikawa đã cao hơn nhiều rồi chợt adachi nhắc lại về cái vụ cậu bị thương trong đại hội thể thao năm ngoái khi đó cậu hiểu lầm ichikawa đã kéo ngã yamada rồi cứ thế trách mắng cậu nhưng khi được nghe cô ấy giải thích ichikawa làm vậy để mình không bị thương cậu thậm chí còn đỡ cả người cô rơi xuống đất mới khiến adachi rất ân hận muốn xin lỗi nam chính hồi tưởng lại cái ngày đó là lần đầu được tiếp xúc thật sự với yamada khi ấy cậu chẳng hiểu tại sao một đỉnh cao xã hội như cô lại đứng chung với nhóm thất bại tụi mình cả và đã có những ý nghĩ tồi tệ cho rằng cô bạn là người xấu giật mình đúng lúc yamada xuất hiện cô vén tay áo ichikawa lên mà nhớ về kỳ đại hội thể thao năm ngoái khi đó cậu đã chảy máu rất nhiều chỉ vì đỡ mình nhưng cứ thế đứng dậy bỏ đi luôn và thật bất ngờ cái vết sẹo đó vẫn còn Khẽ vút ve cánh tay Ichikawa một lần nữa Yamada muốn nói lời xin lỗi cũng như cảm ơn, cảnh tượng đó vô tình đã bị Adachi nhìn thấy. Cậu ta nghiêm túc hỏi Kanzaki vào ngày Valentine trắng có đi cùng Yamada và Ichikawa phải không, hóa ra cậu béo đã lỡ kể cho Adachi biết. Cậu ta chỉ lặng lặng tiến lại gần đấm nhẹ một cái vào lưng Ichikawa, rồi khuyên bạn hãy trở thành kỵ sĩ đi và chúng ta sẽ đấu tay đôi. Liếc sang thấy Yamada chẳng có phản ứng gì làm Adachi khá quê coi như chưa nói gì hết mà rời đi thế nhưng ichikawa lại lên tiếng đáp chỉ cần cậu mong muốn thì tớ sẽ làm vậy là hai người đã vui vẻ hẹn với nhau một cái giao kèo tuy biết trận đấu này chẳng có nghĩa lý gì nhưng bằng cách nào đó nam chính vẫn nhất định không muốn thua mỗi ngày cậu đều cố gắng chạy bộ rèn luyện sức khỏe đứng nghỉ giải lao uống nước một chút bất ngờ nghe thấy có tiếng chó sủa đâu đây ngó ra thấy con chó nhà yamada nhưng méo phải nó sủa mà cô chủ của nó đang giả tiếng chó cơ ạ à. giật mình nhận ra cờ rút đang đứng ngay trước mặt đã thế còn vừa mới nghe hết những lời mình sủa nhỏ phải giải thích chỉ đang muốn trò chuyện với em cún thôi, bị cổ nhận ra mình đang tập luyện cho đại hội thể thao làm Ichikawa ngại mà chém gió. Tớ sợ một ngày nào đó zombie xâm chiếm thế giới thôi, thôi thôi giải thích làm gì hả ông nhìn mặt ẻm có tin không. Yamada còn chia tay ra rủ hãy cùng nhau tập luyện, vậy thì chẳng còn đường lui nữa cậu nắm lấy nó ngay. Mới nãy đã bắt đầu hơi nản nhưng được cô bạn dắt tay cái thì có chạy đi đâu thánh của chúng ta cũng tình nguyện theo bất chấp. Chị nhà thực sự rất khỏe chạy hoài mà chưa thấy thở chẳng bù cho anh nhà. Nhưng một lần nữa hạt thóc lại bị con gà lùa mất rồi chỉ việc chạy theo một hồi mà chả hiểu sao đến thẳng nhà cô ấy luôn. Yamada còn nói mẹ mình đi vắng rồi nên cậu có muốn vào dùng dụng cụ bên trong không? Thánh của chúng ta bắt đầu nghĩ quái lạ tập thể dục bộ môn gì mà phải xài dụng cụ trong phòng thế nhỉ? À thì ra là con lăn tập bụng, đem nó ra cô biểu diễn cho cậu cách dùng luôn cơ mà cảnh tượng này có gì đó hơi sai sai thì phải. Đoạn này với đoạn nãy tôi chỉ cần thêm tí hiệu ứng là nó thành phim khác ngay anh em ạ. À. Thì ra đây là lý do mà một đứa ham ăn như Yamada vẫn có thể giữ được dáng đẹp, bất ngờ em chó chui tọt xuống dưới làm cô rất đau nhức mà chẳng thể cúi người xuống được. Ichikawa phải vội tới bế ẻm ra giúp bạn cơ mà cái tay cậu lỡ đụng phải chỗ nào đó. Giật mình nằm phịch xuống Yamada hỏi ai vừa mới đụng vào thế nhưng anh nhà chẳng hiểu gì cả. Hết đem cho bạn tập con lăn bụng của mẹ Yamada lại lôi thêm quả tạ nặng chịu từ bố. Bó tay luôn nhỏ bê lên còn không nổi mà bắt anh bạn gầy nhom này thử nâng cơ mà nghĩ lại về trận đấu tay đôi giữa mình và người bạn Adachi. Ichikawa biết cậu ấy thích Yamada và ngược lại chắc hẳn cậu ấy cũng đã biết mình thích Yamada rồi. Thế nên nam chính vẫn muốn cố hết sức lần này là vì cậu con trai mà mình coi là bạn. Ichikawa không muốn thua cậu ấy để chứng minh mình thích Yamada nhiều hơn. Cậu đã thật sự nhắc nổi quả tạ to tổ bố lên, loạn choạng suýt thì ngã cũng may cô bạn tới sau lưng đỡ kịp. Chẳng hiểu sao Ichikawa lại cố gắng đến thế nhưng vậy thì Yamada cũng phải cố gắng hơn cô yêu cầu cậu ngày đại hội không cần đem theo bữa trưa và rồi ngày hội thao đã đến Ichikawa đang đi xuống cầu thang mà hú hồn nhỏ bạn hù phát cái hồn còn nguyên cô lấy bút viết lên trán cậu một dòng chữ gì đó rồi đeo hộ cái băng đô lên đầu để che đi nhất định cậu không được tháo ra đâu đó Ichikawa tò mò lắm nhưng cũng nghe theo đứng trên sân trường chuẩn bị cho trận đấu cậu béo kể với nam chính rằng hôm qua Adachi đã tập luyện chăm chỉ lắm Kể cả lời tuyên thệ thay mặt cho các vận động viên toàn trường cũng thể hiện rõ được Adachi nghiêm túc ra sao, vậy thì thánh của chúng ta càng phải thắng bằng mọi giá. Hanzawa còn in hẳn cho Yamada hai cái quạt với dòng chữ nhìn tớ này để cô có thể cổ vũ cho ai mà bản thân mong muốn. Trong khi đó Kana đang tham gia trò chạy mượn đồ, may mắn thế nào bốc chúng ngay tờ có ghi một cặp đôi. Thôi đi bà có mà bà vừa đảo tờ giấy bốc với cái tờ tự nhét sẵn trong túi quần thì có, bắt đầu giả vờ ngó quanh tìm xem có cặp nào không thì đã nhìn thấy nữ chính yamada ngượng chết đi được lại đánh ánh mắt về phía Ichikawa giờ thì cả hai đứa cùng ngượng luôn rồi nhưng bất ngờ thay bố cô đã bế bổng mẹ cô trên tay hệt như nàng công chúa thay cho đàn con mà băng về đích bà vợ ngại không biết giấu mặt đi đâu trước sự ngầu lòi của chồng mình tuy nhiên tờ giấy của kana không hợp lệ nên bị loại ngay tức thì adachi vẫn cứ tranh thủ tập luyện chạy thêm suốt thời gian các môn thi khác diễn ra trong khi đó yamada đang chơi bộ môn gì đó không rõ nữa nhưng lại vô tình rơi vào cái tình cảnh oái oam này đây như một vị thần thánh Adachi lao đến mở căng coi mắt ra soi như thật cảnh cô bạn trườn bò dưới đất, làm Ichikawa phải giơ cái quạt lên chặn ánh nhìn cậu ta lại bằng mọi giá. Nét mặt Adachi chợt buồn đi mà nói lần nào cũng thế cậu luôn là người ngáng đường tôi khiến Nam chính nhớ lại những lần đó. Trời bắt đầu đổ mưa khiến các giáo viên đang đắn đo có nên dừng cuộc thi còn lại không. Adachi lập tức chạy ra có ý kiến rằng trận chiến kỵ sĩ sắp tới chỉ toàn con trai chơi thôi nên có bị ướt cũng chẳng sao. Ichikawa cũng vậy nghiêm túc chạy ra bày tỏ suy nghĩ muốn tiếp tục. Và thế là trận chiến kỵ sĩ đã chính thức bắt đầu mỗi đội gồm có bốn người với ba người làm ngựa chở kỵ sĩ trên vai. Thánh của chúng ta còn đập bột bộp vào đầu ông bạn Giang Hồ kêu hãy làm theo chỉ thị của mình. Mưa càng lúc càng nặng hạt hội con gái muốn vào trong chú mưa nhưng nét mặt Yamada trông lại rất lo cho cậu bạn nhà mình. Hội Ichikawa và hội Adachi xông thẳng vào nhau, trong đầu nam chính thầm nghĩ mục đích duy nhất của cuộc đấu này là vì mình thích Yamada Anna thôi. Nào ngờ Adachi hét to lên câu nói đó thì Ichikawa đáp tớ cũng vậy. Giật mình được Adachi nhận xét mình là một chàng trai tốt khiến nam chính phản bác cậu không biết gì về tớ lẫn cô ấy cả. Thỏi sô cô la tình bạn nhận được từ ngoài cô mà cũng coi nó là tình yêu vậy thì đủ tư cách gì dám nói là thích Yamada. Ichikawa khẳng định Yamada trưởng thành hơn những chàng trai như chúng ta nhiều. Cô ấy nghiêm túc theo đuổi ước mơ và làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Đừng có thích chỉ vì vẻ ngoài Yamada dễ thương hay sành điệu tình yêu không phải một thứ đơn giản như thế adachi đã chấp nhận thua cuộc mà buông cánh tay xuống tuy nhiên ichikawa không cho phép điều đó đừng dễ dàng bỏ cuộc như thế mà hãy nghiêm túc nói mình thích cô ấy đi nói rồi quý ngài của chúng ta làm mẫu cho một lần bằng việc gào lên hét thật lớn rằng mình thực sự nghiêm túc thích yamada cũng may có cơn mưa rào lấn át nên những người xung quanh không ai nghe thấy gì cả phía bên này đám con gái đã dần vào trong hết chỉ còn mỗi yamada vẫn hướng một ánh mắt lo toan về trận đấu Ichikawa vẫn đang tiếp tục trách bạn là người gạ mình thi đấu tay đôi vậy thì hãy nghiêm túc đến cuối đi adachi thật sự không thể tin nổi Ichikawa lại là kiểu người như này giờ thì cậu đã bắt đầu thấy ghét yamada rồi đây adachi trèo hẳn lên trên vai cậu béo rồi lấy đà phi thẳng sang trong đầu nam chính hiện lên một dòng suy nghĩ rằng mình không muốn thua tấm băng đô dần bị tuột khỏi chán để lộ ra dòng chữ kyo vừa hay đúng lúc ấy yamada hét lên cái biệt danh kyo đặt ra từ tên của cậu Cuối cùng cả hai đều ngã bộp xuống đất với cái băng đô của nam chính đã nằm trên tay cậu bạn, chị nhà không thể kìm nổi sự lo lắng mà chạy vội đến. Adachi thấy cảnh tượng hai người họ nhìn nhau thì bật khóc, Ichikawa cũng bật khóc theo do cậu đã thua trong trận đấu này rồi. Lát sau Yamada vào phòng y tế thăm bạn thì thấy anh nhà đang được mẹ Adachi lau người và sơ cứu cho do cô có bằng y tá, nét mặt con bé biểu lộ rõ hai chữ ghen tuông. Adachi thấy vậy thì lẳng lặng bước ra khỏi phòng, bất ngờ được Moe cô đội cho chiếc khăn lau lên đầu làm cậu chẳng hiểu gì cả bởi chiếc khăn còn ướt sũng hơn cả người mình nữa. Tình cờ thấy một cô gái dễ thương vào phòng Adachi tới hỏi có phải chị là chị gái Ichikawa không. Bị lươm cho một cái kèm theo lời mắng thằng nhóc con mà cái tính mê gái vẫn không hết thanh niên còn thấy mê mới giờ chứ. Nhưng khi nghe thấy giọng của Yamada sau tấm rèm chị gái nam chính lại thôi không vào thăm em nữa, thì ra lý do kêu Ichikawa đừng đem theo bữa trưa là bởi Yamada có tự tay làm cho cậu rồi. Vâng nguyên một thùng trứng cuộn một thùng cơm nắm và một thùng gà rán anh nhà tôi có phải con lợn đâu. Ichikawa bắt đầu thấy rén rồi bởi mình là kiểu người thẳng thắn giờ sẽ nói giờ không ngon sẽ chê không ngon. Nhưng bất ngờ thay tâm trạng cậu chợt đổi sang màu hồng thơ mộng vì nó ngon quá. Còn nhắc lại rằng không phải tớ nịnh hót hay gì đâu mà món này ngon thực sự. Bất chợt Yamada đứng lên rồi dí sát mặt lại gần cậu. Anh nhà đút luôn miếng trứng vào miệng thì con bé cũng ăn ngon lành. Xong mới giật mình giải thích tớ chỉ muốn nhìn rõ mặt cậu thôi chứ đâu có thèm ăn. Nhận ra đúng là mình nấu ngon thật thì cười vui vẻ nói tất cả chỗ đó là dành cho Ichikawa hết. Bước ra khỏi tấm rèm Yamada còn lăn tăn suy nghĩ mất mấy giây, rồi mới quay lại khen hôm nay chồng ngầu lắm đó, trời ạ lại khiến anh nhà tôi phải nuôi thêm hy vọng rồi. Tập 12. Vừa mới sáng ra trên tay Yamada đã cầm theo hộp cơm vừa nhai vừa chào buổi sáng Ichikawa. Lúc bấy giờ thánh của chúng ta mới nhận ra mọi người đều mặc đồng phục mùa hè hết rồi thế mà mình vẫn còn mặc bộ mùa đông. Yamada nhận xét đổi đồng phục tạo cảm giác cứ như mùa hè đến ấy và mời cậu chạm thử vào váy mình để xem chất liệu nó khác ra sao. Ai mà ngờ anh nhà cũng giòn rén chạm hai ngón tay vào thật giờ thì con bé mới thấy ngượng đỏ chót mặt mày. Trong giờ học cậu than thở mình ghét mùa hè thì chợt nhân cách kia hiện ra nói nhưng mùa hè này cậu đã có Yamada rồi mà. Nhận thấy cô bạn hôm nay có vẻ rất vui Chihiro đoán Yamada đã nhận được buổi thử giọng rồi sao, làm nữ chính phải ra hiệu suyệt vì đây là chuyện bí mật. Cô giáo vào thông báo hôm nay là ngày quyết định nhóm đi dã ngoại của trường, học sinh sẽ được quyền tự chọn nhóm. Chợt thấy ngày đi chuyến dã ngoại là từ mùng 10 đến 12 tháng 6 làm Yamada tối sầm mặt mũi lại, nhưng vẫn tỏ ra không có gì trước mặt cậu bạn. Kanzaki rủ Ichikawa cùng lập nhóm với nhau và rủ thêm cả Yamada nữa đi, thấy cảnh cô nàng đang mải vui chơi với hội con gái làm cậu có chút hồi hộp căng thẳng. Nhưng không để người xem phải thất vọng về hai chữ quý ngài nên Ichikawa tiến lại gần lắp bắp nói ra lời mong muốn được vào chung nhóm đi dã ngoại với yamada khiến cô vui lắm khoe luôn với đám con gái ichikawa sẽ tham gia cùng tụi mình chihiro phũ phàng đáp cô giáo bảo nam nữ chia riêng phòng với nhau mà lúc bấy giờ thánh của chúng ta mới hiểu hóa ra kanzaki bảo dù cả yamada là cái cậu béo cũng trùng tên với nữ chính này cơ trong giờ học cậu nhận ra cô bạn bàn bên cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại với nét mặt buồn rồi cười gượng trở về nhà lại mải đắn đo rốt cuộc cô ấy đang vướng bận điều gì thì bất ngờ nhân cách kia hiện ra nói nụ hôn đầu làm Ichikawa giật hết cả mình. Hóa ra cậu ta đang nhắc tới hai nhân vật chính trong cuốn truyện ngôn tình đã có nụ hôn đầu với nhau tại buổi giã ngoại trường. Thanh bắt đầu mơ mộng đến cảnh tượng mình cùng Yamada đang ướt sũng chú mưa dưới mái nhà nào đó. Cô ấy đem chiếc khăn trong cặp ra lau cho cái đầu của cậu khô giáo mà dịu dàng nói cứ để đấy tớ làm cho. Tình cơ hai người mặt kề sát mặt nhau và rồi điều gì đến cũng đến tự tưởng tượng xong thanh niên lại tự ụp mặt vào gối mà gào thét vì mình toàn mơ tưởng linh ta linh tinh thôi, rõ ràng từ xưa đến nay luôn ghét mấy vụ đi dã ngoại cùng trường lớp, mà chẳng hiểu sao đôi tay cậu tự giác với lấy hai cuốn cẩm nang ngoại khóa như thể đang thực sự ngóng chờ lắm vậy. Đúng lúc Yamada gọi điện tới lọt ngay vào khung hình điện thoại là cuốn truyện tập 12, cũng chính là tập mà Ichikawa vừa đọc để rồi mơ tưởng về một nụ hôn ngọt ngào. Mặt cậu dần đỏ bừng lên liệu có lẽ nào cô ấy cũng tuy nhiên cuộc gọi này chỉ toàn được thấy biểu cảm buồn của yamada thôi ngập ngừng mãi cô đang định nói ra lý do thì chợt nhận thấy trên giường cậu bạn có mấy cuốn cẩm nang ngoại khóa nhỏ mừng lắm liền ngồi phát dậy nói tớ nhất định sẽ đi rồi xin phép tắt cam đi nói chuyện tiếp tuy nhiên nghe cái giọng điệu không được tự nhiên ấy lại càng khiến ichikawa thấy bứt rứt hơn và rồi ngày đó đã đến michael mách lẻo con thưa cô bạn yamada đã ăn hết sạch đồ ăn nhẹ bạn ấy đem theo mặc dù còn chưa lên tàu rồi lên tàu do chiều cao có hạn nên Ichikawa luống cuống mãi không cất nổi cái cặp lên ngăn để đồ cũng may có Yamada tới giúp. Đã cố giấu đi rồi mà nhỏ còn làm chiếc móc khóa đôi bị lộ ra. Trong chuyến đi Ichikawa không may phải ngồi cạnh cô nàng con dân của động rong con. Cứ bị Hanzawa nhìn chằm chằm làm cậu ngại đành đổi chỗ để bạn được ngắm ra cửa sổ. Khá kỳ lạ khi giữa đồng không mông quạnh tự nhiên lại có tòa chung cư nằm trình ình. Mà giờ thì nhỏ cũng hiểu được cái cảm giác bị người khác nhìn trên tàu nó ngại ra sao rồi. Nhân đây cô cũng ghé vào tai nhắn nhủ một điều rằng trong ba ngày tới hãy cẩn thận. Bởi Kana đang cắt gì trông giống giấy chúc mừng kìa, dường như vẫn là cái sự kiện nhảy flat mốt đẩy thuyền cho các cặp đôi đến với nhau của cô ấy. Thấy Thánh có vẻ không quan tâm thì Hanzawa nói thẳng luôn cậu và Yamada dễ trở thành nạn nhân lắm làm Ichikawa chợt đỏ mặt. Cô hỏi hay phải chăng cậu là kiểu người không dám tỏ tình mà phải đợi người khác đẩy thuyền thì mới đến với nhau. Ichikawa đang định khẳng định không có chuyện đó thì bất chợt ánh mắt tràn đầy sắc khí của Yamada nhòm xuống, như kiểu mày dám lén phén với chồng bà bà xiên que trong suốt chuyến đi ichikawa cố cẩn thận hết sức giữ khoảng cách với yamada chỉ cần không ở bên cô ấy thì Kanna sẽ chẳng có lý do gì mà tổ chức sự kiện hẹn hò cho tụi mình nhưng không may hai đứa lại chung nhóm nhỏ báo con không thèm nghe lời cảnh báo của các bạn mà cứ lại gần cho con hưu ăn thức ăn và cái kết lỡ thu hút cả họ tụi nó tới luôn cũng vì sợ quá mà trong lúc chạy yamada quẳng luôn cái bánh sang phía ichikawa cầu cứu sự trợ giúp và cái kết cả họ nhà hưu bu kín lấy hai người cảnh tượng này đã bị Kanna bắt quả tang thế nhưng Hanzawa vội kéo khẩu trang lên che kín mặt nhỏ cứu nguy cho họ mặc dù muốn giúp Yamada lắm nhưng rất xin lỗi vì một tương lai không bị phá đám Ichikawa buộc phải tránh xa cô nhất có thể chạy đến chỗ nghỉ chân thì lại tình cờ thấy Chihiro đang ngồi một mình vẻ buồn bã thì ra cô ấy cũng nhận ra Yamada gần đây có biểu hiện rất kỳ lạ và còn nói thêm một vài câu khác nữa càng làm Ichikawa thêm rối bời hơn không biết rốt cuộc tối hôm đó Yamada định nói điều gì. Cứ thế cậu tìm mọi cách để giữ khoảng cách với cô bạn suốt cả buổi, trong lúc chụp ảnh kỷ niệm cũng chỉ toàn suy nghĩ muốn biết trong lòng Yamada đang suy nghĩ gì. Buổi tối đã buông xuống con nhỏ ham ăn này cứ tìm đủ mọi lý do để chấn lột đồ ăn của nhỏ bạn thôi, cái nét y như đứa con nít. Nhìn cô ấy vui như vậy Ichikawa cũng mừng lắm chứ, nhưng có lẽ sẽ lại giống với hồi mùa một bề ngoài tỏ ra vui mà trong lòng cô bạn lại khác. Cứ mãi suy nghĩ về gái mãi và cái kết thánh ăn xong sau cùng. Đến với nhà tắm nam thì một người hướng nội như Ichikawa cố cởi quần ra thật cẩn thận rồi phải đi tắm nhanh hết cỡ. Nhưng đen thế nào đụng độ ngay Adachi thanh niên gạ cụ đo xem của ai to hơn. Chưa gì cậu ta đã nói đến mấy chuyện biến thái mà nó tưởng tượng ra bên nhà tắm nữ rồi. Lại còn rất tự tin sâu hàng cho hai thằng bạn thân xem với mong muốn tổ chức cuộc thi xem bộ ấm chén của ai to hơn. Kanzaki cũng không ngần ngại cởi bỏ khăn tắm ra luôn làm Ichikawa giật mình lỡ đánh rơi cái khăn ra theo. Phía bên nhà tắm nữ nữ chính đang rất thoải mái được ngâm mình trong bồn nước nóng, tuy nhiên cũng vì cái cơ thể lớn hơn độ tuổi đó mà cô làm đám con gái đều tự ti về bản thân luôn. Riêng nhỏ Mai cô đâu có biết ngại là gì còn nhìn chằm chằm vào đó như mấy kẻ biến thái. Cuối cùng không chịu được cảnh này nữa các bạn rời đi hết còn mỗi Yamada và Chihiro ở lại, nữ chính vô tri lại nghĩ ra ý tưởng rất ngáo đó là muốn bơi trong bồn nước nóng. Chihiro muốn biết chuyến đi này bạn có thấy vui không thì Yamada đáp rất vui. Mặc dù con gái đều đã về phòng cả rồi nhưng cô vẫn còn nán lại đợi ở cầu thang một lúc để được gặp Ichikawa, vừa mới thấy cậu mà nhỏ giật mình lỡ quẳng mẹ cái điện thoại đi. Khiến nam chính tình cờ thấy được dòng chữ vào ngày 12 tháng 6 cũng là ngày cuối cùng của chuyến đi. Nhưng hai người đâu biết cảnh tượng này đã bị Kana bắt gặp rồi nhỏ cuống cuồng chạy thật nhanh về phòng đem hoa giấy ra chúc mừng. Nào ngờ vì Adachi tới khiến Yamada phải rời đi trước nên cô ta đã không kịp trở tay. Thanh niên biến thái chỉ muốn nói chuyện với nam chính về vụ cụ đo ban nãy thôi nhưng không ngờ đã cứu cậu một mạng. Thì ra ngày cuối cùng của buổi ngoại khóa này trùng lịch với hôm mà bộ phim ngôn tình yêu thích của Yamada tổ chức sự kiện. Cô thật sự như muốn phát khóc đến nơi rồi, Ichikawa vẫn cứ đắn đo mãi về dòng chữ mình đã đọc được trên màn hình điện thoại bạn. Tập truyện mới nhất vừa ra mắt rồi nên ngày hôm đó không thể là lịch ra tập mới được, vậy rốt cuộc đó là ngày gì? bất chợt nhân cách ngôn tình lại hiện lên nói yamada muốn có một nụ hôn vào ngày cuối của chuyến đi chứ còn gì nữa ichikawa liền chạy ra hành lang xem cái nhân cách của mình chạy đâu mất tiêu rồi thì trung hợp kanzaki cũng ngó ra theo bởi cậu ta biết phòng của hara nằm ở ngay bên dưới đứng ra nhòm một cái rồi lại quay về đắp chăn ngủ như thật nhân cách của ichikawa tiếp tục hỏi cậu có thể lo được cho nụ hôn ấy không nhưng nam chính khẳng định yamada không có nghĩ về điều đó bởi cô ấy là một người nghiêm túc mà bất chợt nghe thấy có tiếng thầm thì của ai đó bên dưới Ichikawa nhòm xuống thì đó là Yamada. Cô ấy đang đọc hẳn ra thành tiếng cái khúc tỏ tình trong tập 12 của bộ truyện, như thể tập luyện để chuẩn bị nói với ai đó vậy. Ichikawa nghe rõ ràng từng chữ của cô bạn luôn rằng tớ thích cậu lắm, rồi Yamada lại ngồi phịch xuống buồn bã. Những trang quan trọng trong tập truyện đều được cô đánh dấu bằng giấy nhớ, miệng thầm thì thật vui làm sao. Ichikawa bắt đầu sâu chuỗi lại các sự việc từ những câu nói của Chihiro hồi chiều cho đến khúc quyển chuyện đặt bên cạnh Yamada và Hong Kong Video. Và cả câu nói cô ấy đã nhận được buổi thử giọng cái ngày còn ở lớp, nhưng cách ngôn tình đoán Yamada hẳn đã chọn đi chuyến này vì không nghĩ mình sẽ nhận được vai diễn. Hơn nữa chuyến giã ngoại của trường chỉ có một trong khi buổi thử giọng thì đầy nên cô đã ưu tiên cái này hơn. Ichikawa khẳng định chắc chắn không phải như vậy, Yamada mà cậu biết không phải kiểu người nghĩ theo hướng đó, mà cái lý do duy nhất khiến cô ấy từ bỏ cả buổi sự kiện quan trọng nhất để đi. Là vì cậu, hình ảnh Yamada nén giấu đi giọt nước mắt sau khi tắt cam cuộc điện thoại ngày hôm đó đã ùa về trong đầu. Ichikawa gục xuống bật khóc tự trách bản thân thật ngu ngốc, chỉ toàn nghĩ đến chuyện hôn nhau mà chẳng hiểu cảm xúc thật của bạn. Thay vì tiếp tục dần vặt bản thân cậu đã chọn phương án chạy một mạch xuống phòng con gái bất chấp thầy giáo có ngăn cản. Đây là buổi thử giọng đầu tiên cho bộ chuyện yêu thích nhất của cô ấy, toàn bộ ngày tháng làm việc chăm chỉ của Yamada cuối cùng cũng gặt hái được thành quả. Cô ấy dành toàn bộ thời gian dành cho việc luyện tập sau những giờ học trên trường vậy mà mình lại. Chắc hẳn Yamada vẫn nhớ cậu từng nói toàn bịa ra mấy cái cớ để trốn không muốn đi dã ngoại. Thế nên hôm ấy khi thấy Ichikawa có hứng thú với chuyến đi đến thế cô mới bỏ cả buổi thử giọng. Tuy nhiên lại vướng cô giáo đi tuần tra chẳng thể gặp nhau được nên cậu đành nhắn tin định hẹn Yamada ngày mai gặp. Thì may mắn thế nào đúng lúc nhỏ ra khỏi phòng, cô phải vội lấy cái khăn trùng đội lên đầu cậu mà giả vờ nói đây là Chihiro do dáng hai người nhỏ như nhau. Giáo viên cũng tin sái cổ đẩy hai đứa quay trở về phòng ngay và luôn, tình huống lúc này cực kỳ nguy cấp. Yamada đã giải quyết bằng phương án trùng chăn che kín người Ichikawa lại trước khi các bạn cùng phòng kịp nhìn thấy, thế éo nào cái chăn cụm hẳn lên như này mà chẳng đứa nào nghi ngờ. Tập 13. Thánh của chúng ta đang than thở tại sao thần linh lại bắt con trải qua những kiếp nạn như thế này, Maiko đề nghị cả phòng hãy nói về chuyện yêu đương. Zuka liền hưởng ứng nhiệt tình hỏi luôn Yamada có đang thích ai không? tuy nhiên nữ chính chỉ dám liếc mắt lên xuống một lượt không thể trả lời được cả bọn bắt đầu chui vào trong chăn để trò chuyện cho ấm mê nhà ta như sắp tắt thở đến nơi vì cái cảm giác lúc này nó không có mỹ từ gì đủ để diễn tả yuka đành chuyển câu hỏi sang thành mẫu người lý tưởng của Yamada là gì mẫu người lý tưởng của cô là một người vui tính và còn giống như con mèo chỉ nói thế thôi không tiết lộ thêm đâu mai cô là kiểu người thích thì cứ tự đến với nhau mà chẳng cần thú nhận điều gì thế nhưng Yamada lại khác cô rất thích được tỏ tình Michael liền tiến lại gần thủ thủy vào tai rằng nếu là người lớn thì chẳng cần thú nhận với nhau mà họ sẽ đi thẳng vào đạo tàn bụ luôn. Sau khi làm chuyện đó xong mới quyết định mối quan hệ giữa chúng ta là gì. Ngay khi điện đã được tắt Ichikawa mới dám ngọ nguậy một chút tìm cách làm sao để thoát được ra ngoài. Nhưng trong khi đang ngửa mặt ra vô tình cậu và Yamada đã mắt chạm mắt nhau. Tay và một số bộ phận khác của cô nàng còn để vào vị trí hơi bị nhạy cảm một chút. Đành cố đánh lạc hướng suy nghĩ bằng việc đếm từ 1 đến 9. Cơ mà bàn tay cô bạn cứ chạm thế kia thì cậu chỉ nhớ được sau số 9 là số 69 thôi. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi Yamada khẽ thì thào bên tai rằng tớ đã là người lớn chưa. Hiểu được điều cô ấy đang mong muốn, Ichikawa đành quay mặt sang phó mặc cho định mệnh có đưa đẩy đến đâu thì đến. Hai đôi môi đã chính thức chạm nhẹ vào nhau một chút của bờ môi trên, nhưng sực nhớ lại có điều quan trọng mình muốn nói, nên quý ngài của chúng ta đã kiềm chế được dục vọng mà hẹn ngày mai gặp nhau, làm Yamada giật bắn cả mình ngồi phát dậy. Hành động mờ ám này bắt đầu làm bọn cùng phòng thắc mắc ủa sao chân của bạn bự thế, thôi bỏ miệng bị lộ đến nơi rồi. Nào ngờ đúng lúc đó có tiếng đập thuyền một phát ngoài cửa sổ, hóa ra ông nhõi Kanzaki vì nhớ Hara đến mức buộc cả dây treo lủng lẳng trên ban công để trèo xuống nhưng đã bị mắc kẹt. Ngay lập tức cả bọn cuống cả lên chạy thục mạng ra khỏi phòng và giờ là cơ hội cho Ichikawa thoát rồi đây. Hai người cùng nhau đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, trước khi chia tay Yamada khẽ kéo áo cậu lại muốn biết chuyện mà Ichikawa định nói là gì. Cậu ngượng ngùng đáp ngày mai gặp nhau tớ sẽ nói thật đàng hoàng không để cậu phải thất vọng đâu. Cho đến ngày thứ hai của chuyến đi học sinh được tự do chia ra đi chơi theo nhóm riêng. Đền thờ Inari có lẽ là nơi thu hút nhóm con gái đến chụp ảnh nhất nhưng bé Yamada toàn làm mấy trò vô tri thôi. Kana kể một truyền thuyết rằng nếu có cặp đôi nắm tay nhau đi qua đây thì họ sẽ bên nhau mãi mãi. Hanzawa sau khi cha Google phán ngay một câu con này nó bịp đấy. Ichikawa cũng đã nhìn thấy hết cảnh tượng cô bạn cực vô tri mà cute của mình giờ ngẫm lại thánh mới nhận ra mình có biết nói cái miệng gì đâu mà dám mạnh mồm hẹn người ta ra gặp thế thế nhưng cứ nghĩ đến việc cô ấy bỏ cả công việc quan trọng mà tham gia chuyến đi này chỉ vì mình thì cậu chắc chắn rất hận bản thân giật mình đúng lúc yamada chạy ngang qua giả tiếng loài cáo kêu là con rồi quay mặt lại nhìn về phía Ichikawa tạo nên một cảnh tượng vô cùng xinh đẹp con đường chợt tách ra làm hai khi cả nhóm đi bên trái thế nhưng yamada lại ở bên phải một mình Ichikawa hiểu ý cũng nhanh chân chạy theo cô bạn Điều khiến Yamada vui nhất trong chuyến đi này đó là được nhìn thấy cậu vui, nhưng anh nhà thừa biết không có chuyện đó nói rồi tháo lớp mặt nạ ra khỏi mặt cô bạn, quả nhiên thứ bị che giấu đằng sau là một biểu cảm buồn. Ichikawa nói thẳng luôn bạn có một buổi thử giọng phải không, lúc bấy giờ nữ chính mới bắt đầu bật khóc nức nở khóc rất to. Đây là chuyến đi quý giá của hai ta nên cô đã cố gắng rất nhiều để tập trung vào việc vui chơi, mặc dù cô nghĩ nếu Ichikawa vui vẻ thì mình cũng sẽ vui lây thế nhưng không. Suốt cả ngày đầu óc Yamada chỉ toàn nghĩ về buổi thử giọng thôi, tớ đúng là một người ích kỷ mà. Ichikawa cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt khi cô ấy lại dám quay lưng với ước mơ của bản thân. Nghĩ rồi cậu liền đeo chiếc mặt nạ lên mặt mà nói đừng có coi thường tớ, tớ đã từng cô đơn và luôn coi mọi kẻ trên thế giới này đều là lũ ngốc. Một sự trống rỗng đến thảm hại lúc nào cũng nghĩ mọi người đang bàn tán chế giễu mình, thế nhưng đó là khi chưa được gặp Yamada thôi kể từ lúc tiếp xúc với cô thì cậu đã kết bạn được với rất nhiều đứa con trai dám nói chuyện với con gái một cách bình thường cũng như không còn ghét các giáo viên nữa trường học từng là thứ chẳng có gì dành cho mình nhưng dần dần cậu bắt đầu thấy nó là nơi bản thân muốn đến từ một thế giới chỉ hai màu đen trắng thì từng chút một những dư vị của cuộc sống như buồn vui hay những nỗi niềm riêng kéo đến tô điểm thêm cho cuộc sống muôn sắc màu hơn ichikawa nhận ra mình thực sự thích đi học thế nên ngay cả khi không có yamada ở đây thì cậu vẫn sẽ thích chuyến dã ngoại này thôi nhưng tất nhiên người đã đem cái thế giới rộng lớn đến thế cho mình chỉ có thể là Yamada vì Yamada mà cậu nhận ra thế giới thật tươi đẹp làm sao đó chính là lý do tại sao mà tớ thích cậu Yamadaが好きだ. khung cảnh lúc bấy giờ thật sự bùng nổ cảm xúc bà lễ ông bành ông tiên ông quan ông mục sư đâu hết rồi thôi chết miệng tôi lỡ dạy gọi phát mà bà lễ đến thật bà lễ lôi ông bành đuổi theo muốn chúc phúc cho hai người họ Ichikawa ngay lập tức chủ động nắm lấy tay dắt Yamada bỏ chạy nó cũng dường như là một lời khẳng định tụi mình đã thành đôi nên đừng có tổ chức sự kiện quái gở gì nữa nữ chính thì chẳng biết nói ra điều gì khi được cậu ấy nắm tay như thế chỉ có há hóc mồm cuộc đời Ichikawa ngày nào cũng trở nên thật đặc biệt kể từ khi gặp được cô có lẽ hơi phóng đại nhưng đối với cậu Yamada là người đã tạo nên một Ichikawa của ngày hôm nay dù chỉ là nhỏ bé nhất thì Ichikawa cũng mong muốn được trở thành một phần cuộc sống của cô và cậu đã đưa ra quyết định thật táo bạo đó là đi thẳng tới buổi thử giọng thôi nào bây giờ yamada chỉ cần lên tàu cao tốc đi ngay lập tức thì vẫn kịp cho ngày mai cậu sẽ quay về báo với thầy cô hộ cho đồ ăn vặt chồng cũng mua sắm cho vợ hết rồi chừng này tha hồ mà ngồi nhâm nhi trên tàu vậy ra đây là lý do mà ngày đầu của chuyến giã ngoại Ichikawa bị vướng mắc trong việc cất cặp sách cậu đem theo nhiều đồ đến thế cũng chỉ vì lo cho cô đang ngại ngại ra về thì giật mình được yamada gọi lại một chút vì cũng muốn nói ra lời thật lòng với cậu nhưng đúng lúc đó chihiro chạy đến do tìm bạn mãi không thấy đâu biết Yamada đã quyết định đến buổi thử giọng cô bèn đưa cho bạn tập chuyện để luyện tập. Rồi luôn tay luôn chân cất đồ vào ba lô hộ bạn như một người mẹ người chị. Đã có hai người bạn lo cho mình như thế thì Yamada cũng không còn chút tiếc nuối nào nữa rồi. Ichikawa còn dơ cánh tay lên động viên mọi thứ sẽ ổn thôi làm cô vui lắm. Mỗi tội Chihiro vẫn ngây thơ như ngày nào chẳng nhận ra hai đứa mới có gì với nhau xong. Cậu chợt để ý thấy có tấm bảng quảng cáo cho trung tâm luyện thi để vào ngôi trường danh tiếng. Quay trở về thì hú hồn đám bạn đem hết chỗ giấy hoa ra chúc mừng cho cặp đôi Kanzaki Hara. Mặc dù Kana làm nó cho cặp đôi khác cơ, nhưng Hara không thích cái trò này chút nào nên mắng té tát cả bạn trai lẫn nhỏ đeo khẩu trang. Điều ước mà Nam chính treo ở chùa đó là tôi hy vọng mình được chấp nhận rồi đi kiếm mua chút quà lưu niệm, đúng lúc chị gái gọi điện. "Kêu em nếu có mua quà về thì nhớ đừng mua cái móc khóa hình ngôi chùa có thể biến thành robot đấy nhá." Vâng đúng là trên tay thánh đang cầm cái đó thật ạ. À. Cậu nghe lời chị và bố mẹ mua những gì được họ bảo, vừa mới nghe thấy chị gái của thằng bạn là Adachi lại tớn cái mắt lên rồi. Ichikawa liền đem con dao đồ chơi ra chọc vào bụng thanh niên, và đó chính là khởi đầu cho một cuộc tỉ thí kiếm thuật đầy căng cọt. Yamada đã gọi điện cho bố mẹ nên họ tới xin trực tiếp giáo viên hộ con gái rồi, ngày cuối cùng của chuyến đi chơi đối với Ichikawa vẫn thật vui dù cho không có cô bạn. Nói là thế chứ vừa mới kết thúc chuyến ngoại khóa về đến khu phố quen thuộc anh nhà đã nhớ vợ lắm rồi, Vừa chạy vừa nghĩ về những kỷ niệm đã trôi qua của hai người, dòng tin nhắn của cô bạn là hẹn gặp nhau ở nơi ta thường đến làm cậu kiếm hết chỗ này đến chỗ khác vẫn không ra. Đáp án cuối cùng cho lời gợi ý đó chỉ có thể là thư viện, thế là mặc cho đang là một ngày nghỉ trường hoàn toàn vắng bóng người Ichikawa cũng tới tận nơi. Quả nhiên Yamada đang ngồi ở đây với rất nhiều đồ ăn vặt trên bàn. Thì ra kèm theo tin nhắn đó cô còn đặt cả icon hình viên kẹo vào nên cậu mới suy luận ra được ichikawa hỏi han về buổi thử giọng thì yamada cũng không biết kết quả nhưng đã cố hết sức mình có điều nó căng thẳng quá mức cô tự cho rằng mình là một kẻ yếu đuối thiếu quyết đoán luôn so sánh chính mình với người khác dẫn đến có những cảm xúc tiêu cực và lo âu thế nhưng yamada lại thích một bản thân như vậy cô chỉ mới nhận ra điều đó gần đây thôi và người đã giúp mình nhận ra chính là cậu trong giọng nói của yamada chợt có một sự nhỏ nhẹ một sự trầm xuống thật ngọt ngào để thổ lộ hết những điều bên trong lòng với tớ cậu quý giá hơn bất kỳ ai khác đặc biệt hơn bất kỳ ai khác, cậu đã đón nhận mọi thứ thuộc về tớ, vì thế chỉ muốn nói rằng. Nắm lấy tay Ichikawa Yamada hỏi cậu sẽ ở bên tớ chứ, mái tóc bên phải đã được cơn gió của mem động thổi bay khiến cậu hoàn toàn nhìn thấy rõ cô bạn bằng cả đôi mắt. Gật đầu đồng ý, lần này là để tiếp nối cho sự việc vẫn còn giang dở Yamada tiến lại gần muốn hôn môi nhau tuy nhiên cũng vì chưa có kinh nghiệm trao môi bao giờ nên cả hai luống cuống đến nỗi cục cả chán vào nhau thánh của chúng ta đành quay đi bỏ qua vụ này mà không ngờ ẻm đột ngột thơm cho cái vào má ôi cái cảm giác nó sướng tê người yamada còn chạy ra hành lang mà hét to thích quá đi thấy cô ấy đã chạy đi đâu mất ichikawa cũng vội đuổi theo vì sợ mất vợ cậu vẫn chưa thể tin tất cả điều này đều là sự thật một lần nữa cậu chủ động nắm lấy tay bạn gái và thế là hết phim rồi từng là một kẻ che giấu ham muốn tàn sát mọi người trong trái tim mình và luôn có những suy nghĩ nguy hiểm trong đầu. Thì tất cả những gì bây giờ đây tôi muốn chỉ là được dành cả ngày ở bên Yamada một cách yên bình. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nếu muốn biết tiếp diễn biến câu chuyện về tôi có thể ghé qua manga đọc nhé. Đừng quên like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nếu thấy hay.